chương 1170, thiên hồi đế quốc, diệt 4. Edit, Sahara dạ. Hòa hòa chớp chớp mắt, cười hì hì mà đi về phía Long Nguyên và Lăng Quý Phi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hòa hòa treo lên nụ cười nguy hiểm mà tà ác. Các ngươi tốt nhất là đừng có phản kháng, bằng không, ta cũng không thể khống chế được ngọn lửa của mình đâu. Hòa hòa nâng lòng bàn tay lên, trên đó có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng. Sau khi nhìn thấy ngọn lửa kia, cả người Long Nguyên và Lăng Quý Phi đều cùng lúc bị chấn động, càng không dám nhúc nhích nửa phân, bây giờ mới chịu nghe lời. Hỏa Hỏa hài lòng thu lại ngọn lửa của mình, cười tươi như hoa mà hỏi, hai vị muốn tự mình đi theo ta, hay là muốn ta đích thân mang hai vị đi? Cho dù trong nội tâm có bao nhiêu không tự nguyện, thì Long Nguyên và Lăng Quý Phi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo phía sau Hỏa Hỏa. "Trà sữa, các ngươi trở về đi." Vân Lạc Phong vung tay lên một cái, tất cả tầm kim thử đều biến mất ngay trong không khí, xong xuôi, cô mới rời tầm mắt về phía Hỏa Hỏa, "Chúng ta trở về thôi." lúc này trong mắt long nguyên và lăng quý phi đều ngập tràn tuyệt vọng dường như cả hai người bọn họ đều đã biết cái gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước sau khi vân lạc phong giải hai người long nguyên và lăng quý phi về đến hoàng cung thiên vân quốc dưới cơn giận dữ hoàng hậu không màn đến sự can ngăn của người khác mà cầm lấy một thanh thủy thủ hung hăng đâm lên người của long nguyên trong mắt hoàng hậu ngập tràn thù hận hận không thể đem kẻ thù đi thiên đao vạn quả trăm ngàn lần nếu không phải hoàng đế ở bên cạnh kéo hoàng hậu lại kịp lúc có lẽ hoàng hậu sẽ mất đi lý trí mà làm động thai khí một lần nữa sau khi vân lạc phong hoàn thành lời hứa với hoàng hậu xong liền tự nhốt mình lại bên trong diệp ra chuyên tâm nghiên cứu thiên linh kính thế nhưng ngay cả tiểu mạch cũng không biết cái thiên linh kính này rốt cuộc là sử dụng thế nào lại trôi qua thêm mấy ngày tần nguyên bị cô phái đi tiếp viện hai đại đế quốc cuối cùng cũng trở về lúc tần nguyên đến trình diện câu đầu tiên vân lạc phong hỏi hắn chính là người làm sao trở về được vô hồi đại lục Tần Nguyên sờ sờ sau gáy, nơi mà thuộc hạ và chủ tử đi tới có tên gọi là Thất Châu Đại Lục, nơi đó hoàn toàn khác hẳn với Vô Hồi Đại Lục. Ở bên phiếm đại lục kia có người canh giữ không gian trùng động, cứ cách 2 năm, người canh giữ sẽ mở cửa không gian trùng động một lần, để người của hai đại lục có thể lui tới. Theo ta được biết thì thời gian 2 năm còn chưa tới. Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, vậy ngươi làm cách nào đi qua được trùng động kia? Tần Nguyên ho khan hai tiếng, hơi ngượng ngùng nói, cái này, là do thuộc hạ đánh cho tên giữ trùng động kia hôn mê bất tỉnh trước, rồi nhân cơ hội đó mà trở về. Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, "Tần Nguyên, nói cho ta biết vị trí của không gian trùng động. Mấy ngày nữa ta sẽ đi đến Thất Châu đại lục. Mặt khác, ta muốn ngươi lưu lại nơi này, bằng vào thực lực của ngươi, có thể đảm bảo được sự an toàn cho mọi người ở đây." "Chủ mẫu." Tần Nguyên có chút nôn nóng, chủ tử phái thuộc hạ đến bảo vệ an toàn cho người, nếu thuộc hạ lưu lại đây, vậy thì ai theo bảo vệ cho người đây? Ta sẽ không có việc gì Vân Lạc Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xăm trên không trung, không nóng không lạnh mà nói, hơn nữa, ta không muốn lại có thêm một bi kịch nữa xảy ra. Hai tay Vân Lạc Phong gắt gao siết chặt lại thành nắm đấm. Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến cái chết của Giản Thành Văn, tim của Vân Lạc Phong liền thắt chặt lại, vô cùng khó chịu. Bi kịch đã xảy ra không thể nào thay đổi được, cho nên, cô không muốn lại có thêm một bi kịch khác tiếp tục xảy đến. Chỉ có Tần Nguyên lưu lại đây, cô mới an tâm rời đi. Tần Nguyên bất đắc dĩ thở dài, "Chủ mẫu, nếu như chủ tử đã ra lệnh cho thuộc hạ đi theo người, vậy tất nhiên là thuộc hạ sẽ nghe theo lệnh của người. Người cứ yên tâm đi đi, người thân của chủ mẫu, thuộc hạ sẽ thay người bảo hộ họ Chu toàn." "Đa tạ." Sau khi Vân Lạc Phong nói đa tạ Tần Nguyên xong, liền đẩy cửa bước ra ngoài. Trong đại sảnh, phu thê Diệp Cảnh Thần đang chơi đùa cùng hai đứa bé, đột nhiên họ nhìn thấy Vân Lạc Phong đi tới, liền vội vàng đứng dậy, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong. Chương 1171, Thiên Hồi Đế Quốc, Diệt Nam, Edit, Sahara, Phong Nhi, Ánh mắt Quân Phượng Linh trước sau vẫn luôn đặt trên người Vân Lạc Phong, khuôn mặt anh khí của bà lúc này mang theo một tia ưu sầu nhàn nhạt, nhạt. Con đến là để từ biệt cùng mọi người, tiếp theo đây con muốn đi tìm Vân Tiêu. Thần sắc Vân Lạc Phong kiên định, lời nói thuốc ra chứa đầy quyết tâm không gì lay chuyển được. Con đi đi. Quân Phượng Linh cười nói, qua một thời gian ngắn nữa, mẹ và cha con cũng muốn ra ngoài một chuyến hy vọng sau này chúng ta có thể cùng tương ngộ ở phiếm đại lục kia. Vân Lạc Phong gật gật đầu, con còn phải đi cáo biệt với lão gia tử và nhị thúc. Cha, mẹ, sau này có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại. Chuyến đi lần này, không đơn giản chỉ là mất một hai năm mà thôi. Có lẽ sẽ phải mất đến mấy năm thời gian. Hoặc giả, cũng có thể sẽ mất hơn 10 năm. Thế nhưng, khi mà lão gia tử biết được Vân Lạc Phong, chỉ vừa mới trở về lại phải rời đi ngay, thì một lão già tuổi quá nửa trăm như ông liền khóc giống lên như một đứa trẻ, cứ lôi lôi kéo kéo tay của Vân Lạc Phong mãi không chịu buông. Cháu gái bảo bối, tuy rằng trong khoảng thời gian này Gia Gia luôn lừa bịp tống tiền con, nhưng mà Gia Gia thật sự là không nỡ để con đi. Đặc biệt là lần này con lại còn đi đến một nơi xa xôi như vậy. Gia Gia thật sự không biết mình có thể còn sống, mà đợi được đến lúc con trở về hay không nữa đây. Vân Lạc Phong nắm chặt lấy tay lão gia tử, con nhất định sẽ mau chóng tìm được Vân Tiêu, rồi trở về gặp người hơn nữa người cũng đã đột phá đến thiên linh giả rồi sống thêm mấy cái năm mươi năm nữa cũng không thành vấn đề đâu lão gia tử tức thì liền im bặt chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán mà nhìn trừng trừng vân lạc phong lão tử ta cũng chỉ là nói theo trường hợp ly biệt cho cảm động một chút ngươi có cần hất thẳng nguyên thao nước lạnh vào mặt ta như vậy hay không phụ thân vân thành nhã bước tới vỗ vỗ vào vai lão gia tử trấn an đôi con ngươi chứ ý cười nhìn về phía vân lạc phong phong nhi nhớ kỹ chúng ta luôn ở nơi này chờ con trở về Vân Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn những người thân của mình bằng ánh mắt không nỡ xa. Ninh Hân không nói gì cả, khuôn mặt tú lệ khả ái mỉm cười dịu dàng, đoan trang ưu nhã, đôi con người trong veo như nước ngắm nhìn Vân Lạc Phong không chớp mắt. "À phải." Vân Thanh Nhã đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó, nói, "Lúc trước khi chúng ta đối chiến với Đại binh Thiên hồi đế quốc, có một người nam nhân đột nhiên xuất hiện cứu chúng ta, người đó còn tự xưng là tình nhân cũ của con." "Cái gì?" vừa nghe thấy lời này, lão gia tử vốn dĩ còn đang thương cảm, bởi vì ly biệt lập tức liền nổi trận lôi đình. Giỏi cho con nha đầu thúi nhà ngươi, lại dám có cả tình nhân cũ. Ngươi cả gan dám làm ra chuyện có lỗi với Vân Tiêu. Lão gia tử tức đến run cả người, trong cảm nhận của ông, Vân Tiêu mới đúng là cháu dễ ngoan được ông thừa nhận. Ông làm sao có thể cho phép Vân Lạc Phong làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Vân Tiêu, khóe miệng Vân Lạc Phong có rút tình nhân cũ, từ bao giờ cô lại có tình nhân cũ mà ngay cả chính cô cũng không biết kia chứ nhị thúc hắn có để lại họ tên không không có vân thành nhã lắc lắc đầu hắn chỉ bảo chúng ta chuyển lại cho con một câu ngày đó từ biệt ở thành hoàng tuyền vẫn khỏe chứ thành hoàng tuyền vân lạc phong hơi hơi nheo lại con ngươi chẳng lẽ là tên trầm ngọc khanh kia lúc này trong đầu vân lạc phong bỗng hiện ra một gương mặt tuấn mỹ như trích tiên ngón tay cô khẽ đưa lên vân vê cầm mình ra chiều suy tư vân lạc phong càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có khả năng chính là hắn nếu người này thật sự đến từ thành hoàng tuyền vậy thì chỉ có mỗi mình trầm ngọc khanh mà thôi nhà đầu thúi lão gia tử tức giận lột bỏ chiếc hai của mình ra đánh về phía vân lạc phong nếu không phải vân lạc phong phản ứng nhanh nhạy vội vàng lách mình trốn đi vậy thì đã lãnh chọn chiếc giày của lão gia tử mất rồi ra ra khuôn mặt vân lạc phong tối sầm xuống bất đắc dĩ kêu lên một tiếng ai là gia gia của ngươi, ngươi gọi ai là gia gia hả? lão gia tử tức đến mức cả khuôn mặt già nua đỏ bừng lên, ngươi thật sự dám đi tìm tình nhân. Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ chấp nhận mỗi mình Vân Tiêu là cháu dễ thôi, bất kể ngươi có tìm về bao nhiêu người, ta cũng đều không chấp nhận. Chương 1172, Thiên hồi đế quốc, diệt 6. Edit, Sahara lão gia tử hừ lạnh một tiếng, bày ra bộ dáng thập phần cố chấp. Lần này thì đến cả Thái Dương của Vân Lạc Phong cũng có rút mấy cái, nhất định là do nhị thúc nghe lầm, cái hắn ta nói không phải là tình nhân cũ mà là bệnh nhân cũ bệnh nhân cũ đáy mắt lão ra tử giấy lên một tia hồ nghi hiển nhiên là không mấy tin tưởng đối với lời nói của vân lạc phong vân lạc phong nháy mắt mấy cái với vân thanh nhã vân thanh nhã hiểu ý ho khan mấy tiếng trong mắt hàm chứa ý cười đúng vậy đúng vậy là do con đã nghe lầm nam nhân kia nói là bệnh nhân không phải là tình nhân ra ra con đã nói là nhị thúc nghe lầm rồi mà vân lạc phong nhún nhún vai Tên Trầm Ngọc Khanh kia là một người bệnh mà con đã gặp được ở thành Hoàng Tuyền, bởi vì con từng chữa khỏi bệnh cho hắn, cho nên, lần này hắn tới nhất định là để báo đáp ơn cứu mạng mà thôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, con phải đi rồi. Mau cút đi. Lão gia tử trợn trừng hai mắt, không mang được Vân Tiêu trở về thành thân, vậy thì ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Vân Lạc Phong cong môi mỉm cười, cô nhìn những người thân cùng chung huyết mạch này lần nữa, rồi mới xoay người rời đi. Cho đến khi thân ảnh Vân Lạc Phong hoàn toàn biến mất, vân thanh nhã mới thu hồi lại tầm mắt bất đắc dĩ mà nói phụ thân tình cảm của phong nhi và vân tiêu không có bất cứ kẻ nào có thể chen chân vào được đâu người không cần phải nhọc lòng vì hai đứa chúng nó làm gì vẻ phẫn nộ trên mặt lão gia tử cũng từ từ biến mất ông thở dài nói ta biết phong nhi là cháu gái ta người làm ra ra như ta làm sao lại không biết tính tình của nó cho được cho dù người nam nhân đã từng cứu các ngươi trước đó thật sự có ý với phong nhi thì phong nhi nó cũng sẽ không tiếp nhận hắn ta vậy tại sao vừa rồi người còn ta chỉ là không muốn cái cảnh ly biệt này quá thương cảm mà thôi thần sắc lão gia tử bỗng có chút mỏi mệt con đường mà phong nhi phải đi rất dài rất rộng lớn nó không nên bị bó buộc ở cái địa phương nhỏ hẹp này ta thân làm ra ra làm sao có thể trói chân cháu gái mình trong khoảng thời gian này phong nhi đã rất vất vả ta không muốn lúc nó đi còn không được yên lòng nếu lão gia tử để lộ ra sự không nỡ của mình vân lạc phong chắc chắn sẽ không thể nào yên tâm được tuy nhiên chính vì thái độ vừa rồi của ông mới có thể làm cho vân lạc phong an lòng rời đi thanh nhã phụ thân mệt rồi ta về phòng nghỉ ngơi trước con và hân nhi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi thân mình lão gia tử có hơi lào đảo một chút khoảnh khắc mà ông xoay người lại rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi những dòng lệ nóng bỏng rơi xuống nữa nơi cổng thành cỏ mọc thành bụi thập phần hoang vắng ở nơi này máu của cuộc chiến vừa rồi còn chưa được rửa sạch nó vẫn đang là bằng chứng hiện hữu cho mức độ ác liệt và tàn khốc của cuộc chiến vừa rồi vân lạc phong vừa định tiếp tục đi về phía trước liền trông thấy ngay một đạo thân ảnh tuấn mỹ như trích tiên bước ra từ trong tranh trên khuôn mặt tuấn mỹ của trầm ngọc khanh đang treo nụ cười tươi ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào vân lạc phong ta ở đây chờ cô đã lâu rồi vân lạc phong nhẹ nhàng nhướng cao mày huynh cố ý tới vô hồi đại lục tìm ta có việc gì cô muốn đến thất châu đại lục phải không trầm ngọc khanh đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng vậy ta đúng là muốn đi đến thất châu đại lục bởi vì ở nơi đó có người mà cô muốn gặp tại Thất Châu Đại Lục có. Rất nhiều thế lực sở hữu không gian trùng động, mấy trùng động kia, cũng là thông đạo duy nhất câu thông giữa đại lục này và đại lục khác. Tầm mắt Trầm Ngọc Khanh trước sau vẫn ngắm nhìn Vân Lạc Phong chăm chú. Nếu cô muốn đến Thất Châu Đại Lục, ta có biện pháp có thể giúp cô. Biện pháp gì? Trầm ra ta, có một không gian trùng động. Vân Lạc Phong ngẩn ra. Đây có phải là cái được gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, gặp được lại chẳng mất công không? Lần này cô đi ra ngoài, Việc đầu tiên cần làm chính là phải tìm được biện pháp tiến vào không gian trùng động, lại không hề ngờ rằng trong trầm gia lại tồn tại một không gian trùng động. Chương 1173, Thất Châu Đại Lục, 1. Edit, Sahara trước khi cô đi đến Thất Châu Đại Lục, ta sẽ giải thích cho cô biết một chút về tình huống ở đó. Thất Châu Đại Lục, cũng giống như tên của nó, tổng cộng được chia làm 7 châu lớn, bao gồm Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Trung Châu, Linh Châu và Thú Châu mỗi một đại châu được cai quản bởi châu chủ bảy châu chủ này là những nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc vào tại thất châu đại lục còn có bảng xếp hạng bảng xếp hạng này chia làm hai loại một loại là bảng xếp hạng các cường giả có thể tiến vào được bảng xếp hạng kia đều là những cường giả đứng đầu thất châu đại lục mà bảy hạng đầu trên bảng xếp hạng kia chính là bảy vị châu chủ của thất châu đại lục một loại còn lại chính là bảng xếp hạng các thiên tài có thể ghi tên lên bảng xếp hạng này đều là những thiên tài xuất sắc trong các thiên tài nếu như đụng phải những người có tên trong hai bảng xếp hạng kia thì tốt nhất là cô nên tránh đi còn gì nữa vân lạc phong nhướng cao mày tiếp tục hỏi điều mà ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu sau khi tới thất châu đại lục tất cả mọi chuyện cô đều phải dựa vào chính mình ta không thể giúp gì cho cô được nữa trầm ngọc khanh nhìn vân lạc phong chậm rãi mở miệng nói bất quá nếu có gì cần thì cô cứ mở miệng cho dù ta không đủ sức đi chăng nữa ta cũng sẽ liều cả tính mạng để giúp cô ta biết rồi vân lạc phong ngẩng đầu lên đôi mắt sâu lắng mà nhìn trầm ngọc khanh bây giờ làm phiền huynh đưa ta đến không gian trùng động đi được cô đi theo ta trầm ngọc khanh nhìn vân lạc phong thêm một cái rồi xoay người rời đi từ sau khi rời khỏi thành hoàng tuyền tính đến nay thì cũng đã được hai năm thời gian lần nữa quay lại đây nhìn thấy thành hoàng tuyền không có bao nhiêu thay đổi sự quen thuộc này làm cho vân lạc phong có đôi chút cảm thán cô không định trở về thăm những thuộc hạ của mình ở đây một chút sao trầm ngọc khanh trầm ngâm hết nửa ngày cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng không cần ta không thích cái cảm giác khi ly biện vân lạc phong lắc lắc đầu trầm ngọc khanh đợi sau khi ta đi rồi huynh giúp ta chuyển lời lại với bọn họ bảo bọn họ đến y tháp ở vô hồi đại lục đến đó thực lực của bọn họ sẽ được tăng lên một cách nhanh hơn được ta nhất định sẽ chuyển lời lại cho bọn họ sau khi nói xong lời này trầm ngọc khanh liền dừng bước mỉm cười mà nhìn vân lạc phong tới rồi nơi này chính là không gian trùng động của trầm gia ta chỉ thấy trên ngọn núi trước mặt có một tòa thạch môn sừng sững từ bên trong thạch môn còn ẩn ẩn truyền ra một cổ lực lượng cường đại trầm ngọc khanh lấy ra một sâu chìa khóa cấm vào trong lỗ khóa trên thạch môn hắn vận linh khí tập trung vào lòng bàn tay rồi đem linh khí kia rời đến trên chìa khóa lát sau thạch môn tản ra một tầng ánh sáng màu trắng ngay sau đó một tiếng ầm vang lên thạch môn được mở ra cô vào đi ta chúc cô được may mắn Vân Lạc Phong cũng không có bất cứ trần trừ do dự gì, lập tức cất bước tiến vào bên trong trùng động. Ngay sau khi Vân Lạc Phong vừa bước vào không gian trùng động, thì lại một tiếng ầm nữa vang lên, nhìn lại thì thấy thạch môn đã tự động đóng kín rồi. Vân Lạc Phong không hề ngừng lại, tiếp tục bước về phía trước. Trong không gian trùng động là một mảnh tối đen như mực, còn thường xuyên có gió lốc nổi lên. Vân Lạc Phong chẳng những phải thích ứng với bóng tối trong này, mà còn phải đề phòng gió lốc gây thương tích cho bản thân không biết đã qua hết bao nhiêu lâu, từ phía trước mới xuất hiện một chút ánh sáng, chân Vân Lạc Phong không khỏi bước nhanh hơn, tiến về phía ánh sáng trước mắt mà đi. Một khắc mà Vân Lạc Phong bước ra khỏi không gian trùng động, ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu dọi xuống, lóa mắt đến cực điểm. Cây cối xung quanh một màu xanh biếc, linh khí nồng đậm quẩn quanh trong không khí, khiến tinh thần sảng khoái vô cùng. Thất Châu đại lục, ta rốt cuộc cũng tới rồi. Khóe môi Vân Lạc Phong gợi lên một nụ cười. Một khi Vân Lạc Phong cô đã đến Thất Châu đại lục rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô và Vân Tiêu lại gần thêm được một bước. A, à, đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên. giữa rừng cây yên tĩnh thế này, tiếng hét kia đặc biệt to và rõ hơn rất nhiều. Ngươi là người nào? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này? Ta biết rồi, người nhất định là người mà những kẻ kia phái đến để giết tiểu thư. Tiểu thư, mau chạy đi. Một người thiếu niên thanh tú cầm kiếm chĩa về phía Vân Lạc Phong, tay hắn run lên nhẹ nhẹ khiến bàn tay suýt chút nữa cũng không thể cầm chắc được thanh kiếm. Chương 1174, Thất Châu Đại Lục 2. Edit, Sahara sắc mặt Vân Lạc Phong đen kịt, bộ cô lớn lên nhìn giống sát thủ lắm à. Hơn nữa, tên tiểu tử này lá gan nhỏ như thế, có thể bảo vệ nổi vị tiểu thư trong miệng hắn hay không? Đúng lúc này, ở bên cạnh hồ nước bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, tiểu cô nương này nhanh chóng lấy y phục khoác lên trên người, sắc mặt của cô bé vừa trắng vừa xanh cắt không còn một giọt máu, hai mắt trong veo bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ngươi là sát thủ do nữ nhân hư kia phái đến giết ta. Bà ta cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho ngươi gấp đôi, ngươi thả ta đi có được không? Tiểu cô nương xinh xắn cắn chặt môi nhỏ của mình, vẻ mặt hết sức đáng thương mà nhìn chăm chú Vân Lạc Phong. Cô bé này ước chừng trên dưới 6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, đôi mắt to tròn sáng ngời như hai viên hắc mã não, còn ẩn ẩn một chút hơi nước. Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Khóe miệng Vân Lạc Phong hơi kéo lên một độ cong rất cạn, hiếm khi chịu mở miệng giải thích một lần, "Tiểu thư, người đừng tin ạ. À. Người mà nữ nhân kia phái tới nhất định là rất giảo hoạt, nói không chừng là ả à muốn làm cho chúng ta lơ là cảnh giác trước, sau đó mới ra tay hạ sát tiểu thư. Người mau mau chạy trước đi, để ta ở phía sau cản ạ." À. Thiếu niên múa may thanh kiếm trong tay, nhắm thẳng về phía Vân Lạc Phong. Sắc mặt Vân Lạc Phong tức thì liền trầm xuống, cô chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái thì đã giữ chặt lấy cánh tay của thiếu niên kia. Tiếp theo, Vân Lạc Phong lại lật tay một cái, thiếu niên kia liền bị vân lạc phong quăng ngã ra đất lòng ngực còn bị cô dùng chân dẫm lên oa wow. tiểu cô nương xinh xắn oà wow, một tiếng khóc giống lên nhanh chóng chạy đến phía trước người của thiếu niên hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy chân vân lạc phong muốn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình mà nhấc chân vân lạc phong ra khỏi người của thiếu niên tử hạo ca ca ngươi mau thả tử hạo ca ca ra cầu xin ngươi chỉ cần ngươi chịu thả tử hạo ca ca ra ta ta mặc tình cho ngươi xử trí muốn làm gì thì làm tiểu cô nương xinh xắn khóc đến vô cùng đáng thương, trong đôi mắt quật cường chứa đầy nước mắt, bộ dáng thoạt nhìn rất ủy khuất nhưng vẫn cố gắng cầu xin. Vân Lạc Phong khẽ nhướng đầu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu cô nương xinh xắn cắn cắn môi, ta nghe nói, người mà nữ nhân hư kia phái tới giết ta lần này, là một kẻ biến thái siêu cấp. Chẳng những thích nữ nhân, mà còn, mà còn rất thích bé gái. Ngươi chỉ cần thả tử hạo ca ca ra, ta liền đi theo ngươi, mặc tình cho ngươi muốn làm gì cũng được nếu vân lạc phong còn để chuyện này tiếp tục thế này nữa thì nói không chừng cô thật sự sẽ trở thành một kẻ ác ôn chuyên đi ức hiếp người khác mất đặc biệt là nhìn tiểu cô nương này khóc đến đáng thương như thế quả thật là đã làm vân lạc phong không tự chủ được mà thả lỏng chân các ngươi đi đi vân lạc phong lạnh lùng nói ta không phải người đến giết các ngươi cũng không phải tên biến thái siêu cấp gì đó ta đối với bé gái không có hứng thú hiện tại các ngươi có thể đi rồi thiếu niên ngẩn ra Bò dậy khỏi mặt đất, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của tiểu cô nương xinh xắn, rồi thật cẩn thận mà đi theo phía sau Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong dừng bước, khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn hai cái đuôi một lớn một nhỏ đang đi theo phía sau mình, "Các ngươi còn đi theo ta làm gì?" Khuôn mặt tú khí của thiếu niên đỏ ửng lên, "Chúng, chúng ta đâu có đi theo ngươi, chẳng qua là chung đường với ngươi mà thôi." "Nếu vị cô nương này không phải là người mà nữ nhân kia phái đến, vậy cô ấy chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho bọn họ." hơn nữa thực lực của vị cô nương không thấp đi theo cô ấy bọn họ cũng sẽ được an toàn hơn một chút vân lạc phong không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa cô tiếp tục đi về phía trước thế nhưng hai cái đuôi nhỏ lại sống chết bám sát theo phía sau của vân lạc phong vân lạc phong đi nhanh hơn về phía trước hai cái đuôi cũng nhanh chân chạy theo vân lạc phong dừng lại hai cái đuôi liền đứng yên bất động ngay tại chỗ vân lạc phong cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa cô quay đầu lại tức giận mà nói các ngươi rút cuộc là muốn làm cái gì hà tiểu cô nương xinh sắn gắt cao cắn chặt môi nhỏ, thật cẩn thận mà liếc nhìn Vân Lạc Phong, ta, ta muốn đi theo ngươi. Tiếng nói của cô bé rất nhỏ, rất rụt rè, bởi vì cô bé sợ bản thân sơ ý, không cẩn thận sẽ chọc giận đến Vân Lạc Phong. Chương 1175, Thất Châu Đại Lục 3 Edit, Sahara, nếu như các ngươi còn đi theo ta nữa, vậy thì đừng trách sao ta không khách sáo. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn hai cái đuôi để cảnh cáo, sau đó mới xoay người tiếp tục đi ra ngoài khu rừng tiểu cô nương xinh xắn ngừng lại, rũ mi mắt xuống, trong mắt lại bắt đầu rưng rưng. Tử hạo ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân hư kia khẳng định là sẽ không chịu tha cho muội. Thiếu niên vỗ vỗ ngực, cất lời thể như thiết thạch, tiểu thư, người yên tâm, chỉ cần một ngày có ăn tử hạo ở đây, ta sẽ không để cho người phải chịu bất cứ nguy hiểm gì. Thiết thạch, sắt đá. Trước chữ thiết thạch có chữ như hoặc những từ chỉ phép so sánh, thì nghĩa của nó sẽ là, cứng trên vững trên chắc kiên định như sắt đá. VD, tâm như thiết thạch tức là lòng vững như sắt đá, lòng dạ kiên định. Tử Hạo ca ca, là muội không tốt, đã làm liên lụy tới huynh. Tiểu cô nương xinh xắn lau đi nước mắt trên mặt, nếu không phải tại muội, huynh cũng không cần theo muội trốn chui trốn nhủi thế này. Tiểu thư, bảo vệ người là chức trách của ta, ta sẽ không để cho người gặp nguy hiểm. Tử Hạo ca ca, kỳ thực muội có điều không hiểu, tại sao vừa rồi huynh lại một mực dẫn muội đi theo vị cô nương kia? Tiểu cô nương xinh xắn nghiêng đầu hỏi, trong mắt ngập tràn sự tò mò. Thiếu niên trầm ngâm nửa ngày, thứ nhất là bởi vì thực lực của vị cô nương kia rất mạnh, ta đoán ít nhất cũng là cảnh giới thánh linh giả. Thứ hai, người có nhìn thấy miếng ngọc bội mà vị cô nương ấy đeo bên hông hay không? Tiểu cô nương xinh xắn gật đầu, muội có thấy, trên miếng ngọc bội của vị cô nương kia có khắc một chữ quân. Tiểu thư, chẳng lẽ người còn không biết cái chữ này có ý nghĩa gì hay sao? Ở Thất Châu Đại Lục này, chỉ có một người họ quân duy nhất, người ấy chính là châu chủ của Linh Châu. Trong rừng rậm, Vân Lạc Phong nhìn thấy hai người kia không còn đi theo mình nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc cũng quẳng được hai người bọn họ. Không biết có phải vận khí của Vân Lạc Phong quá kém hay không, cô chỉ vừa mới đặt chân tới Thất Châu đại lục, thôi thì đã gặp phải chuyện như thế rồi. Đầu tiên là bị người ta hiểu lầm thành sát thủ, sau đó, hai kẻ hiểu lầm mình còn một mực bám sát theo sau. Chủ nhân, ta cảm thấy vị tiểu cô nương kia lớn lên cũng không tệ. Từ trong linh hồn bỗng vang lên giọng nói của tiểu mạch Vân Lạc Phong khẽ nhướng cao một bên mày, ngươi đã có tiểu Bạch rồi, còn muốn nhớ thương tới người khác? Chủ nhân, ý của ta là, có thể đem tiểu cô nương kia làm tức phụ cho tiểu thụ." Tiểu Mạch cười tủm tỉm nói. Vân Lạc Phong lắc lắc đầu cười, vẫn là bỏ đi. "Vừa rồi ngươi nghe thấy hai người bọn họ nói gì sao? Đứa bé gái kia đang bị người ta đuổi giết, trước khi chúng ta chưa biết được thực lực của kẻ đuổi giết họ ra sao, thì tốt nhất là đừng nên có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ. Cô không sợ phiền phức, cũng không sợ nguy hiểm, thế nhưng cô lại không muốn vì một người xa lạ mà để bản thân rơi vào hiểm cảnh chủ nhân ta cảm thấy việc chúng ta cần ưu tiên làm hiện giờ chính là đi tìm linh hồn chi quả dù trước đó đã lấy được một quả linh hồn chi quả từ trong tay cơ ra nhưng tính ra vẫn chưa đủ để chữa lành cho tiểu bạch chúng ta cần tìm được nhiều linh hồn chi quả hơn nữa nếu đã như vậy thì chúng ta lập tức xuất phát vân lạc phong hoạt động hai bả vai một chút trong đôi mắt đang hơi híp lại chợt lóe lên một tia sáng bên ngoài khu rừng là một tòa thành cổ tại cổng thành có rất nhiều người đang xếp thành một hàng dài thật dài sau khi vân lạc phong đi tới gần nhìn một hàng dài trước mặt mà không khỏi phải cau mày lại tự mình lẩm bẩm trong thành đã xảy ra chuyện gì rồi tại sao lại có nhiều người tập trung ở đây thế này đứng ở phía trước vân lạc phong là một người thanh niên sau khi hắn ta nghe thấy lời nói lẩm bẩm của vân lạc phong liền nhịn không được mà quay đầu lại liếc nhìn cô một cái ngươi không biết có chuyện gì xảy ra thì đến đây góp vui làm gì sắp tới đây chính là ngày học viện tây châu chiêu sinh cho nên hiện tại mọi người mới tới đây để báo danh. Học viện, Vân Lạc Phong ngẩn ra, ở dị thế đại lục này mà cũng có học viện tồn tại. Không biết học viện này có những chỗ nào đặc biệt vậy? Vân Lạc Phong trần trừ nửa ngày, không ngại làm kẻ giới học hỏi mà mở miệng hỏi người kia. Trường 1176, Thất Châu Đại Lục, 4. Edit, Sahara thanh niên kia nhìn Vân Lạc Phong một cách xem thường, người mới vừa từ nông thôn chui ra sao? Ngay cả học viện Tây Châu mà cũng không biết. Học viện Tây Châu này chuyên bồi dưỡng linh sư, có rất nhiều thiên tài trên đại lục này đều là do học viện tây châu bồi dưỡng ra thật sự không ngờ được trên đời này vẫn còn có người không biết đến học viện tây châu khi nói những lời này thanh niên kia tỏ ra tiếc hận mà lắc lắc đầu còn hào phóng tặng thêm cho vân lạc phong mấy tiếng thở dài có lẽ hắn thật sự là không ngờ tới trên đời này quả thật còn có người không biết đến học viện tây châu chủ nhân ta cảm nhận ở nơi này có hơi thở của linh hồn chi quả vân lạc phong vốn định rời đi bỗng nhiên lại nghe thấy lời nói này của tiểu mạch tức thì, hai chân của cô liền khựng lại, đứng yên tại chỗ. Linh hồn chi quả, ngươi xác định. Đúng vậy. Tiểu mạch gật gật đầu, nó hẳn là ở trong học viện Tây Châu này. Chủ nhân, vì tìm kiếm linh hồn chi quả, chỉ có thể khiến người ủy khuất mà tiến vào học viện Tây Châu. Người tiếp theo. Cửa thành, một giọng nói già nua bỗng vang lớn lên, người đang xếp hàng ở phía trước cũng từ từ giảm dần. Học viện Tây Châu xét duyệt vốn rất nghiêm khắc, cho nên có rất nhiều người không thể thông qua khảo hạch được, những người bị loại đều mang theo thần sắc uể oải mà rời đi. Chủ nhân, hỏa hỏa đột ngột xuất hiện ở khoảng không trước mặt Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt nhỏ non nớt cười tươi như hoa, muội cũng muốn báo danh, muội muốn theo tỷ cùng tiến vào học viện. Hỏa hỏa, Vân Lạc Phong khẽ cau mày, nơi này không giống với vô hồi đại lục, muội đừng tùy hứng mà xuất hiện đột ngột như vậy, hơn nữa, với tình cảnh như hiện giờ của chúng ta, muội tốt nhất vẫn là nên ở lại trong không gian thần điển, bằng không, vạn nhất có người nào phát hiện ra thân phận linh thú của muội, há chẳng phải là sẽ dẫn đến những tai họa không cần thiết hay sao? những lời này của vân lạc phong là thông qua linh hồn truyền âm để nói ngoại trừ hòa hòa ra thì những người khác không cách nào nghe được chủ nhân tỷ yên tâm đi muội nhìn thấy không có người nào chú ý tới nên mới chạy ra hòa hòa duỗi cái eo lười của mình một cái nói với lại suốt ngày muội cứ phải ở trong không gian thần điển quả thật là quá buồn chán rồi muội muốn ra ngoài hít thở không khí một chút vân lạc phong chợt suy tư một chút lát sau mới nói vậy thì cứ tùy muội hòa hòa tinh danh mà le le lưỡi cô bé đã sớm biết chủ nhân nhà mình sẽ không nỡ cự tuyệt cô bé người tiếp theo rất nhanh một đội ngũ xếp hàng phía trước đã biến mất lúc này chỉ còn sót lại một mình vân lạc phong đây là đá khảo nghiệm cấp bậc tu vi của ngươi ngươi đem tay của mình đặt lên trên nó là được rồi lão giả nói với vân lạc phong mà chẳng hề ngẩng đầu lên một chút nào vân lạc phong đặt tay lên trên đá khảo nghiệm theo lời lão giả đá khảo nghiệm vẫn tĩnh lặng không hề có bất kỳ hiện tượng gì lão giả kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vân lạc phong tức giận mà nói cô nương người đây là muốn đùa giỡn với lão phu phải không muốn vào được học viện tây châu chúng ta yêu cầu thấp nhất là thực lực của ngươi phải đạt tới cảnh giới thiên linh giả một người không có chút tu vi nào như ngươi cũng tới đây tham gia náo nhiệt cái gì chứ người tiếp theo bàn tay vân lạc phong vẫn dán chặt chẽ lên đá khảo nghiệm dường như trong tảng đá này có một cái gì đó đang không ngừng hút lấy linh lực trong người cô khiến cô không cách nào lấy tay ra được ta đã nói là tới phiên người tiếp theo, người có thể. Lão giả đang tức giận muốn đuổi Vân Lạc Phong đi lần nữa, nhưng khi ông vừa ngẩng đầu lên, thì tức khắc liền trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy quanh người Vân Lạc Phong đang nổi lên cuồng phong mãnh liệt, vạt áo tung bay, tóc đen vũ động, lòng bàn tay dán sát vào bề mặt đá khảo nghiệm, linh lực đang ồ ạt à chảy vào trong tảng đá rất nhiều, nhưng đá khảo nghiệm cứ như là một cái bụng không đáy, vẫn cứ không ngừng tiếp tục hấp thu linh lực của Vân Lạc Phong như cũ. Sao? Sao lại như thế này? lão giả hoàn toàn bị dọa ngốc, nghiễm nhiên là không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Tại sao đá khảo nghiệm cứ không ngừng hấp thu linh lực của Vân Lạc Phong như vậy? Không đúng. Đá khảo nghiệm không phải là không kiểm tra ra được cấp bậc của cô nương này sao? Nói cách khác, vị cô nương này chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không phải là linh sư. Thế nhưng, tại sao trong cơ thể của cô nương này lại có nhiều linh lực chảy mãi không hết như vậy? Chương 1177, Thất Châu Đại Lục năm. Edit, Sahara linh lực này nhiều đến nỗi có thể so sánh cùng đại dương minh mông. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lão giả đột nhiên suy nghĩ ra cái gì đó, liền bất ngờ kêu lên đầy kinh hỉ. Một người có thể có được nhiều linh lực như thế, không phải thiên tài thì là gì đây? Cho dù hiện tại cô nương này còn chưa bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, thì chắc chắn sẽ trở thành một tuyệt thế thiên tài hiếm có. Không được, ông cần phải đem chuyện này báo ngay cho viện trưởng mới được. Ngươi thông qua, mặt khác, báo danh ngày hôm nay kết thúc tại đây, mời mọi người ngày mai quay lại." Sau khi lão giả bỏ lại những lời này, liền vội vã rời đi. Giọng nói của Vân Lạc Phong một lần nữa vang lên, làm cho lão giả còn chưa đi được mấy bước thì đã phải dừng lại. "Muội muội của ta cũng muốn báo danh, không biết muội ấy có thể cùng ta tiến vào học viện hay không?" "Có thể." Lão giả không cần suy nghĩ đã lập tức gật đầu, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. "Hiện tại ta có việc phải đi ngay, chờ đến ngày khai giảng, ngươi có thể đến tìm ta." vừa dứt lời lão giả liền xoay người rời đi ngay lập tức nhìn bóng dáng của ông đúng là rất vội vã chỉ nháy mắt thôi thì thân ảnh của lão giả đã biến mất trong tầm mắt của mọi người vân lạc phong nhìn đá khảo nghiệm bị bỏ quên lại đây hơi hơi nhíu mày lại một chút dùng linh hồn truyền âm mà hỏi tiểu mạch tiểu mạch chuyện này là sao vậy tiểu mạch trầm ngâm hết nửa ngày rồi mới đáp chủ nhân linh lực của người có chút đặc thù đá khảo nghiệm này nhất thời không thể kiểm tra ra được tu vi của người nhưng nó cũng phát hiện ra linh lực của người là thứ tốt vì vậy mới không ngừng muốn cắn nuốt linh lực của người như vừa rồi. Trên mặt Vân Lạc Phong bỗng treo lên nụ cười tà khí, chiếu theo lời ngươi nói, vậy chẳng phải là tảng đá này đã thành tinh rồi sao? Chủ nhân, thế giới bao la, việc lạ gì cũng có, một tảng đá có thể tự sinh ra ý thức cũng không có gì là kỳ quái. Vân Lạc Phong khẽ vuốt vuốt cằm, đáy mắt chợt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, hiện tại chúng ta đã thành công thông qua báo danh rồi, đợi thêm vài ngày là có thể tiến vào học viện, tiểu mạch Đến lúc đó, ngươi nhớ phải lưu ý xem linh hồn chi quả ở nơi nào, tìm thấy rồi thì ta sẽ lập tức rời khỏi học viện ngay, Vân Tiêu vẫn còn đang đợi ta đi tìm chàng. Được, chủ nhân, người yên tâm đi, bằng vào năng lực của ta, rất nhanh thôi sẽ tìm ra được vị trí của linh hồn chi quả cho người. Học viện Tây Châu, trong trưởng lão thất, một đám lão giả đang tụ họp cùng nhau bàn bạc, thì đúng vào lúc này, bọn họ thoáng nhìn thấy có một đạo thân ảnh đang vội vã chạy vào. Khi thân ảnh kia dừng lại, liền thờ hồn hển mà nói, các vị trưởng lão, trong buổi báo danh ngày hôm nay đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn chuyện gì mà ngoài ý muốn chứ người nói lời này là một vị lão giả mặc trường bào màu xám ông nhìn vị lão giả vừa đến báo tin nhàn nhạt hỏi lão giả báo tin lau đi mồ hôi trên trán thời điểm ta khảo nghiệm người đến báo danh thì phát hiện ra một vị cô nương thoạt nhìn thì vị cô nương này giống như là không hề có một chút tu vi nào cả không có tu vi chuyện này thì có gì đâu mà ngoài ý muốn với không ngoài ý muốn chứ cứ trực tiếp phán người đó không thông qua là được rồi Pháo hôi lão giả nhíu mày, không có kiên nhẫn mà nói. Thế nhưng, lão giả báo tin vẫn tiếp tục nói, nhưng, nhưng mà đã, khảo nghiệm lại không ngừng hấp thu linh lực của cô nương kia, mà linh lực của vị cô nương đó lại giống như là không có giới hạn vậy, vì thế, ta mới phải vội vàng đến báo tin cho các vị trưởng lão. Cái gì? Chúng trưởng lão lập tức đứng bật dậy, trong mắt người nào người nấy đều là vẻ kinh ngạc không thôi. Linh lực không có giới hạn. Đây là đặc điểm mà chỉ có thể chất hư vô trong truyền thuyết mới có được, Người có thể chất hư vô đều là thiên tài trong ngàn dặm mới tìm được một, thật không ngờ loại thiên tài yêu nghiệt như vậy, lại xuất hiện tại học viện Tây Châu của chúng ta, ha ha ha. Pháo hôi lão giả cười lớn ha ha mấy tiếng, sau đó, ông mới cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, nói, thiên tài này ta muốn chắc rồi. Tất cả các người đừng có mà tranh đoạt với ta. Chương 1178, Thất Châu Đại Lục 6 Edit, Sahara, hư vô trưởng lão, trước kia ông đã chiếm một thiên tài cho mình rồi, không bằng thiên tài lần này nhường lại cho ta đi vị cô nương kia đi theo ta nhất định sẽ càng trưởng thành nhanh hơn một người y sư như ông ở đây nói lời ngu ngốc gì thế hả thiên tài kia cũng chẳng phải là y sư theo ông làm cái gì ông vẫn là nên đi tìm một y sư mà thu làm đồ đệ đi ai nói y sư thì không được thu thiên tài không phải là y sư làm đồ đệ hả nói tóm lại vị thiên tài này ta cũng muốn chắc rồi dù thế nào ta cũng không buông tay chúng trưởng lão tranh nhau đến đỏ mặt tía tai không có một người nào chịu nhường người nào lão giả báo tin lại lần nữa lau mồ hôi lạnh, cẩn thận mà nói, các vị trưởng lão, không phải lúc trước mọi người đã nói, lần sau mà xuất hiện thiên tài nào nữa thì sẽ nhường cho phi phàm trưởng lão hay sao? Trong mấy ngày báo danh lần trước và lần này, phi phàm trưởng lão trùng hợp không có ở trong học viện, cho nên, mấy vị trưởng lão của học viện sớm đã thương lượng với nhau, nếu như lần sau mà có một thiên tài thiên phú chắc tuyệt nào xuất hiện, thì sẽ nhường cho phi phàm trưởng lão thu làm đồ đệ. Ai biết đến cuối cùng, mấy người bọn họ lại tranh giành với nhau thế này đây? trong toàn bộ trưởng lão thất theo lời nói của lão giả báo tin vừa dứt mà cũng trở nên yên tĩnh dị thường tất cả ánh mắt của các vị trưởng lão đều tập trung lên người lão giả báo tin trong ánh mắt kia chứa đầy sự phẫn nộ và hung ác lão giả báo tin bỗng thấy lạnh sống lưng mà dùng mình một cái ông theo bản năng mà lui về sau hai bước rất sợ mấy vị trưởng lão trước mặt trong lúc kích động mà làm ra hành vi giết người diệt khẩu nhớ kỹ khi phi phạm trở về ngươi không được nói bất cứ điều gì với ông ta hư không trưởng lão trừng mắt nhìn lão giả báo tin cảnh cáo mà nói, nếu để ta biết ngươi dám hó hé một chữ nào, vậy ngươi chắc chắn là xong đời rồi. Đúng vậy, ngươi tuyệt đối không được nói cho phi phàm biết. Hôm nay chúng ta vẫn là nên thương lượng xem vị thiên tài kia sẽ thuộc về ai, còn về phi phàm, đợi khi nào xuất hiện thêm một thiên tài nữa thì chúng ta sẽ nhường cho ông ta. Chúng trưởng lão sôi nổi gật đầu phụ họa. Thiếu một người thì bọn họ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, nhìn thế nào thì cũng tốt hơn là nhiều người như vậy cùng tranh giành một thiên tài. Ta đề nghị, Đến lúc đó cứ để cho vị cô nương thiên tài kia tự mình lựa chọn, cô ấy thích ai thì người đó làm sư phụ của cô ấy." Một vị trưởng lão mặc hồng y bỗng lên tiếng đề nghị. Những người khác nghe xong cũng gật đầu tán thành, đây xác thực cũng là một ý kiến không tệ. Chúng ta ở đây tranh giành mãi cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng cứ để cho cô nương kia tự mình lựa chọn." Nói là nói vậy, nhưng chúng trưởng lão ai nấy cũng đều tự tin tràn trề đối với chính mình, ai cũng có lòng tin rằng mình nhất định sẽ chiếm được tâm của Vân Lạc Phong. Đêm vân lạc phong đẩy cửa phòng ra bước vào cô vừa định cởi áo tháo thắt lưng thì từ bên ngoài bỗng vang lên từng tiếng gõ cửa vào đi vân lạc phong cầm lấy áo khoác ngoài khoác vào trong đôi mắt đen chợt lóe lên từng tia sáng cửa phòng bị đẩy mở ra một vị lão giả với khuôn mặt hiền từ bước vào thần sắc trên mặt ông có một chút xấu hổ sau khi ho khan vài tiếng thì lão giả mới bắt đầu nói vân cô nương muộn như vậy mà còn quấy giày cô thật sự là ngại quá ta xin tự giới thiệu ta là hư không trưởng lão của học viện tây châu có chuyện gì vân lạc phong nhướng mày hỏi thần sắc của hư không trưởng lão càng thêm xấu hổ ông vội vàng lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt vân lạc phong đây là lễ vật ta tặng cho cô nương trong học viện tây châu người tặng lễ vật cho các vị trưởng lão nhiều vô số kể tuy nhiên người được trưởng lão của học viện tự mình đến tặng lễ vật thì lại chỉ có mỗi mình vân lạc phong vô sự bất năng tam bảo điện nói đi ông có chuyện gì vô sự bất năng tam bảo điện không có việc gì thì sẽ không lên điện tam bảo ý nghĩa chính là không có việc gì thì sẽ không đi lại phật bạn nào không biết tam bảo là gì thì mới lên google xích nhé do ý nghĩa từ này liên quan đến phật học diễn giải rất dài và khó nên xa không chú thích cạn kẽ được vân lạc phong lích nhìn chiếc hộp trước mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt lại ngay như cười như không mà hỏi hư không trưởng lão hư không trưởng lão cười hề hề hai tiếng vân cô nương chuyện là thế này lão phu nhìn chúng thiên phú của cô có ý muốn thu cô làm đồ đệ. Chuyện này, Vân Lạc Phong khẽ cao mày, e là ta cần phải suy nghĩ một chút. Vân Lạc Phong không có trực tiếp từ chối, ngược lại trả lời rằng cần phải suy nghĩ, điều này làm cho nội tâm hư không trưởng lão cũng được thả lỏng phần nào. Chỉ cần tiểu cô nương này chịu suy nghĩ, thì đã đủ chứng minh ông vẫn còn cơ hội. Lễ vật ta để lại đây, chỉ cần cô nương muốn bái ta làm thầy, thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chương 1179, Khảo Hạch 1 Edit, Sahara sau khi nói xong lời này, hư không trưởng lão làm như là sợ sẽ bị Vân Lạc Phong trả lại lễ vật, cho nên rất vội vã rời đi. Mà sau khi hư không trưởng lão rời đi không được bao lâu, thì các vị trưởng lão khác cũng liên tục kéo đến đưa lễ vật cho Vân Lạc Phong. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là hy vọng Vân Lạc Phong có thể trở thành đồ đệ của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng có cùng một suy nghĩ giống như hư không trưởng lão, sợ Vân Lạc Phong sẽ cự tuyệt nhận lễ vật, cho nên sau khi để lễ vật xuống thì liền vội vã rời đi chỉ để lại một mình Vân Lạc Phong nhìn cái bàn đầy lễ vật mà phát ngốc. Chủ nhân, mấy lão gia hỏa này vì muốn chiêu mộ được người, thật sự là rất chịu bỏ vốn a. À. Mấy lễ vật này cái nào cái nấy cũng đều chân quý, người mau mau thu hết đi. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Mạch, Vân Lạc Phong lúc này mới hồi thần lại, cô đem tất cả lễ vật cất vào nhẫn không gian, rồi mới cong môi cười mà nói, Tiểu Mạch, ngươi giúp ta xem thử một chút, trong số những lễ vật này, cái nào là chân quý nhất? Sau khi phân phó cho Tiểu Mạch xong vân lạc phong duỗi lưng một cái lười biếng mà đi về phía giường cô cởi y phục trên người ra rồi chui vào ổ chăn ấm áp mấy ngày sau việc báo danh vào học viện tây châu cuối cùng cũng kết thúc tất cả học sinh trúng tuyển đều đi đến đứng đợi trước đại môn của học viện từ xa xa vân lạc phong đã thấy được hai thân ảnh quen mắt đáy mắt của cô không khỏi xẹt qua một tia sáng kinh ngạc hai người kia cũng thấy được vân lạc phong bất chợt có hơi sửng sốt một chút sau khi hồi thần lại thì liền cất bước đi về phía vân lạc phong thật là trùng hợp an tử hạo xoa xoa sau gáy cô nương cũng tới học viện học tập à vân lạc phong khẽ đảo mắt qua hai người một lượt nếu không phải trước đó cô chắc chắn đã bỏ rơi hai người này rồi thì nói không chừng hiện tại cô sẽ cho là hai người bọn họ vẫn luôn bám theo mình cô nương ta còn chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương trước đó hiểu lầm cô là sát thủ thật là có lỗi an tử hạo cười ha hả tiến lại gần vân lạc phong mà nói vân lạc phong vân lạc phong đáp bằng thái độ không nóng không lạnh ánh mắt của tiểu cô nương xinh xắn cứ luôn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đeo bên hông của vân lạc phong sau đó cô bé đột ngột ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của bạch y thiếu nữ miếng ngọc bội này của cô là từ đâu mà có được người khác tặng miếng ngọc bội này chính là lễ vật gặp mặt mà quân phượng linh đã tặng cho vân lạc phong cho nên lúc nào vân lạc phong cũng mang theo bên người tiểu cô nương xinh xắn và an tử hạo nhìn nhau một cái rồi quay sang tiếp tục hỏi vân lạc phong không biết người tặng miếng ngọc này cho cô là họ gì. Quân. Một chữ này, tựa như xét đánh ngang tay đối với hai người An Tử Hạo. Tâm tình của An Tử Hạo bỗng nhiên man. Chẳng lẽ người tặng miếng ngọc bội này, cho vị cô nương trước mặt thật sự có mối quan hệ mật thiết với châu chủ Linh Châu. An Tử Hạo có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hai người bọn họ đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, thì họ nhất định sẽ được an toàn. Vân cô nương, nếu như chúng ta đã cùng nhau tiến vào học viện học tập, vậy sau này cô nương chính là sư tỷ của chúng ta nếu như cô có chuyện gì có thể căn dặn ta đi làm ta tuyệt đối sẽ không từ chối lúc này đây an tử hạo lại không có mặt dày mày dạn bám theo vân lạc phong như trước đó mà là dùng quan hệ cùng là học sinh của học viện tây châu để kéo gần quan hệ với vân lạc phong chỉ cần vân lạc phong chịu cho bọn họ đi theo bên cạnh thì dù hắn có làm chân chạy vặt của vân lạc phong cũng không có vấn đề gì đã từng thấy người muốn lôi kéo quan hệ nhưng lại chưa thấy qua người có kỹ thuật kém đến như vậy từ trên một nhánh cây cổ thụ, có một giọng nói non nớt đột ngột vang lên. Hòa Hòa từ trên cây nhảy xuống, đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong. Trên mặt Hòa Hòa tràn đầy tươi cười, cô bé quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, tỷ tỷ, tỷ thấy muội có đúng không? Trước kia, Vân Lạc Phong từng dặn dò Hòa Hòa, thời điểm ở bên ngoài không được gọi Vân Lạc Phong là chủ nhân, nếu không thân phận thật sự của Hòa Hòa sẽ rất dễ bị bại lộ. Vân cô nương, đây là muội muội của cô à? Hai mắt An Tử Hạo sáng lên, muội muội của cô lớn lên trông thật đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của Hòa Hòa trầm xuống, cô bé trừng mắt nhìn An Tử Hạo, "Nếu ngươi còn dám nhìn ta thêm một cái nào nữa, ta sẽ lập tức móc hai mắt ngươi ra." Chương 1180, Khảo Hạch 2. Edit, Sahara An Tử Hạo cười xấu hổ, vội vàng thu lại ánh mắt của mình. Vất vả lắm mới có thể khiến Vân Lạc Phong không đuổi bọn họ đi, hắn không muốn phá hỏng mối quan hệ như hiện giờ. "Các vị, đúng lúc này, vị lão giả giúp mọi người ghi danh trong mấy ngày nay bỗng cất tiếng, ông đằng hắng lấy giọng rồi nói: học viện tây châu chúng ta tổng cộng chia làm ba loại một là tu luyện một là y thuật loại còn lại chính là thuần thú lát nữa đây mọi người sẽ phải tự mình chọn lấy phân loại mà mình cảm thấy hứng thú để theo học tập theo từng lời lão giả nói ra mọi người ở bên dưới tất cả đều đồng loạt yên tĩnh ai cũng nhìn chằm chằm về phía lão giả không chớp mắt ngoài ra trước khi học viện chính thức khai giảng thì vẫn còn có một cuộc khảo hạch người có thể thông qua khảo hạch này mới được xem là có đủ tư cách nhập học ở học viện tây châu lão phu ở chỗ này xin chúc mọi người được may mắn. Lão giả nói xong liền mở miệng cười hiền từ. Mọi người bên dưới ồ lên, sau đó liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, tất cả đều tò mò về đề thi khảo hạch sắp tới. Được rồi, hiện tại mọi người có thể ra về nghỉ ngơi và chuẩn bị trước, khảo hạch sẽ được tiến hành sau 3 ngày nữa. Lão giả nhìn mọi người một cái, rồi mới cất bước đi ngang qua người của Vân Lạc Phong. Trước khi rời đi, lão giả còn ném lại một câu với Vân Lạc Phong. Người đi theo ta đến trưởng lão thất một chuyến các vị trưởng lão muốn gặp ngươi. Do lão giả cố tình hạ thấp giọng nói, vì vậy mà chỉ có mỗi mình An Tử Hạo đang đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong, mới nghe thấy câu này. Đáy mắt An Tử Hạo lóe lên một tia sáng, hắn phát giác, lần này hắn không có nhìn lầm người. Vân Lạc Phong khẳng định là có đủ thực lực để bảo vệ hai người bọn họ. Thế nhưng, Vân Lạc Phong lại không hề hay biết gì về ý nghĩ trong lòng An Tử Hạo lúc này, cô đang theo phía sau lão giả, cùng đi về phía trưởng lão thất. Thời điểm hiện tại, trong trưởng lão thất, rất nhiều vị trưởng lão của học viện Tây Châu đều đang có mặt ở đây mà chờ đợi, sau khi bọn họ nhìn thấy Vân Lạc Phong bước vào, hai mắt đều sáng rỡ lên, tiếp đó liền nhanh chân đi về phía Vân Lạc Phong. "Vân cô nương, cô suy nghĩ thế nào rồi? Cô muốn bái ai làm sư phụ?" Tầm mắt của mọi người đều đang nhìn chằm chằm lên người Vân Lạc Phong, đáy mắt còn mang theo một tia khẩn trương. Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cầm mình, chớp chớp mắt mà nói, "Lễ vật mọi người tặng ta đều đã xem qua." cũng rất thích nếu bắt ta phải chọn ra một người thì thật sự quá khó rồi lời nói của vân lạc phong làm tâm tình các vị trưởng lão càng thêm khẩn trương ai cũng sợ người bị vân lạc phong từ chối sẽ là mình vân cô nương vậy có lễ vật nào làm cho cô thấy thích nhất hay không vân lạc phong cong môi mỉm cười ta cảm thấy lễ vật nào ta cũng thích cho nên thật ra ta có thể bái hết tất cả các vị làm sư phụ từ sau khi bước chân vào bên trong học viện tây châu này tiểu mạch cũng đã phát hiện ra vị trí của linh hồn chi quả trùng hợp thay là nó chẳng ở đâu xa mà là ngay bên trong trưởng lão thất này vì thế cô cần phải vào được bên trong trưởng lão thất mới có cơ hội tìm ra linh hồn chi quả chính vì như vậy mà việc bái hết tất cả các vị trưởng lão này làm sư phụ là lựa chọn tốt nhất chúng trưởng lão nghe xong lời nói của vân lạc phong thì ngây ngẩn cả người bọn họ quay sang hai mặt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngập tràn kinh ngạc tất cả trưởng lão cùng thu một đồ đệ chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra ở học viện tây châu giữa các vị trưởng lão trong học viện tây châu đều tồn tại mối quan hệ cạnh tranh với nhau cho nên từ trước đến nay mọi người chưa từng suy xét đến trường hợp sẽ cùng thu nhận lấy một đồ đệ riêng ta thì ta cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ nếu như chúng ta đều không nỡ từ bỏ người đồ đệ này vậy thì cứ cùng làm sư phụ của nhà đầu này đi hư không trưởng lão trầm mặc hết nửa ngày rồi mới nói xem ra cũng chỉ đành như vậy ta quả thật là không nỡ từ bỏ một thiên tài hiếm có thế này các người thì sao một vị trưởng lão khác cũng phụ họa theo hư không trưởng lão các vị trưởng lão còn lại cũng liên tục gật gật đầu hai mắt phóng ra tia sáng mà nhìn chằm chằm vào vân lạc phong hư không trưởng lão ho khan hai tiếng cười tủm tỉm mà nói đồ nhi ngoan sau này con chính là đồ đệ tốt của mấy người chúng ta hiện tại ta trịnh trọng giới thiệu một chút cho con biết ta là hư không trưởng lão của học viện tây châu này vị trưởng lão áo bào màu trắng bên cạnh ta tên là hư vô vị mặc hồng y kia là lăng hải kẻ lớn lên mỏ chuột tai khỉ kia là quỳnh thiên còn vị nữ trưởng lão duy nhất trong trưởng lão đoàn chúng ta kia tên là Tuyết Oánh. Hiện tại, con đã là đồ đệ của mấy người chúng ta, mấy người chúng ta cho dù có phải liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào ức hiếp con. Chương 1181, khảo hạch 3. Edit, Sahara đúng rồi. Tuyết Oánh tự hồ nhớ ra cái gì đó, bà chớp đôi mắt đẹp mà nói, ta nghe nói, đồ nhi ngoan của chúng ta còn chưa phải là một linh sư, nó chưa bắt đầu tu luyện, bằng vào thực lực của đồ nhi bây giờ làm sao có thể thông qua được khảo hạch đây không bằng chúng ta hủy bỏ khảo hạch của Đồ Nhi, để Đồ Nhi cứ thế mà trực tiếp nhập học cho rồi. Ta thấy chủ ý này không tệ, Đồ Nhi ngoan của chúng ta ra thịt non mịn, làm sao mà chịu đựng nỗi với mấy cái khảo hạch ma quỷ kia được chứ? Ta không chấp nhận. Lăng Hải trưởng lão hoàn toàn tán đồng với lời nói của Tuyết Oánh trưởng lão. Vân Lạc Phong nếu đã chịu bái mấy người bọn họ làm sư phụ rồi, thì còn cần đi đến mấy cái nơi khảo hạch kia làm gì nữa cho phí thời gian. Cứ trực tiếp nhập học là được rồi. Không cần đâu. Tuy nhiên, đối với hảo ý của mấy vị trưởng lão vân lạc phong lại lắc đầu từ chối con có thể dựa vào thực lực của chính mình để tiến vào học viện không cần mọi người mở bất cứ cửa sau nào đâu ha ha hư không trưởng lão cất tiếng cười to ông vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình rất hài lòng mà gật gật đầu không hổ là đồ nhi của hư không ta được ta đồng ý để cho con đi tham gia khảo hạch nhưng nếu cảm thấy không ổn thì con phải từ bỏ ngay ta sẽ phái người theo bảo vệ an toàn cho con bởi vì trước đó đã khảo nghiệm không có kiểm tra ra cấp bậc tu vi của vân lạc phong cho nên mấy lão nhân ra ở đây ai cũng nghĩ rằng vân lạc phong vẫn còn chưa bước vào con đường tu luyện chính vì vậy mà bọn họ mới đưa ra quyết định như thế đối với hảo ý này của hư không trưởng lão vân lạc phong không có tiếp tục từ chối cũng chưa từng mở miệng giải thích với bọn họ mục đích cô đến đây lần này chính là vì linh hồn chi quả trước khi có được nó cô cần phải che giấu thực lực của mình nếu không một khi có ai đó biết được thực lực thật sự của cô sẽ khó tránh khỏi việc họ có nghi ngờ mục đích cô tiến vào học viện Tây Châu, này là gì hay không? Cho nên, trước khi đoạt được linh hồn chi quả đến tay, cô quyết không thể bại lộ thực lực của mình. Đồ Nhi, con đã có quyết định sẽ lựa chọn phân loại học tập nào chưa? Tuyết Oánh trưởng lão dịu dàng nhìn Vân Lạc Phong, ngữ khí khi nói tràn đầy ôn nhu hiền từ. Ở trên đại lục này, chức nghiệp y sư tương đối nổi tiếng, nếu như Đồ Nhi theo ta học tập y thuật, về sau chắc chắn sẽ được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Lăng Hải trưởng lão cười khẽ, mở miệng nói: "Sa, phong tỷ mà theo ông học y thuật, có khi lại khiến ông bái ngược tỷ ấy làm thầy ấy chứ. Mấy thứ như y thuật này nọ của ông quá mức buồn tẻ, nào có thú vị như thuần thú của ta. Đồ Nhi bảo bối, con đi theo ta học thuần thú đi, đến lúc đó sư phụ sẽ bắt một con linh thú cho con làm tọa kỵ." "Không được." Ưu điểm xuất chúng nhất của Đồ Nhi là nằm ở phương diện tu luyện, cho nên Đồ Nhi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta học tập tu luyện thì tốt hơn, y thuật hay thuần thú đều không thích hợp với Đồ Nhi. Chúng trưởng lão lại một lần nữa nổi lên tranh cãi, người đến một lời, ta đi một câu, gây qua gây lại đến mức ai cũng đỏ mặt tía tai, không đạt được mục đích là thế không bỏ qua. Nhìn mấy vị trưởng lão khắc khẩu với nhau, khóe miệng Vân Lạc Phong hơi run rẩy một chút, cô quay đầu sang nhìn vị lão giả đưa mình đến đây, trưởng lão của học viện đều là dạng đức hạnh này sao? Lão giả kia có chút xấu hổ, hận không thể tìm ngay một khe nứt mà chui xuống cho rồi. Các trưởng lão quả thật là cũng thường xuyên vì một thứ gì đó hoặc là một thiên tài mà nổi lên tranh chấp, nhưng tranh chấp đến mức độ như hiện tại. Thì đây là lần đầu tiên. Ngụ ý, nếu không phải tại Vân Lạc Phong, thì mấy vị trưởng lão cũng không tranh cãi gay gắt đến như vậy. Khóe môi Vân Lạc Phong khẽ nở nụ cười tươi, cất tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của mấy vị sư phụ vừa mới nhận của mình. Mấy vị không cần phải tiếp tục gây gỗ nữa, con tương đối thích được tự do học tập. Vân Lạc Phong sờ sờ cầm, hơi hơi nháy mắt, khóe môi chợt xuất hiện nụ cười giảo hoạt cho nên trong quá trình học tập sau này con sẽ rất thường xuyên vắng mặt hiện tại con chỉ là đang nói trước với mấy vị sư phụ một tiếng mà thôi năm đó khi còn ở hoa hạ cô cũng thường xuyên thiếu khóa bởi vì so với lên lớp nghe giảng cô càng thích tự bản thân mình tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn hư không trưởng lão bất đắc dĩ thở dài con thích thế nào thì cứ làm như thế ấy đi ai bảo con là đồ đệ của chúng ta không muốn đi học vậy thì không cần phải đi bất quá nếu như con có chỗ nào muốn biết, thì có thể đi tìm ta bất cứ lúc nào. Chương 1182, Khảo Hạch 4 Được. Vân Lạc Phong lười biếng rũi lưng một cái, ta ta nhìn về phía mấy vị trưởng lão, nói, nếu mọi người không còn chuyện gì nói nữa, thì con muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đi đi. Hư không trưởng lão vất tay, sau này vào học viện Tây Châu rồi, nếu có người nào dám ức hiếp con, vậy thì cứ đến tìm các sư phụ ngay, chúng ta nhất định sẽ chút giận cho con. Chân Vân Lạc Phong đang muốn bước đi, vừa nghe câu này của hư không trưởng lão thì liền khựng lại trong lòng không khỏi cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua cô tiến vào học viện tây châu này vốn là có mục đích riêng mặc dù đã bái bọn họ làm sư phụ nhưng tính ra cũng là vì mục đích của chính mình nhưng những người này lại thật lòng đối đãi với cô như đồ đệ của bọn họ ngay sau khi thân ảnh bạch y của thiếu nữ biến mất rồi chúng trưởng lão mới thu hồi lại tầm mắt trên khuôn mặt giả nua của mọi người nụ cười tươi vừa rồi từ từ tắt ngấm xảy ra chuyện gì sắc mặt hư không trưởng lão hơi trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Tuyết oánh trưởng lão nhìn sắc mặt đen kịt của mọi người, bất đắc dĩ đáp, vô cực môn bị diệt rồi. Cái gì? Vô cực môn bị diệt. Đáy mắt lăng hải trưởng lão xẹt qua một tia khiếp sợ, thực lực của vô cực môn này hình như cũng không thua kém học viện Tây Châu chúng ta bao nhiêu, rốt cuộc là người nào mà có bản lĩnh lớn đến như vậy. Có thể tiêu diệt toàn bộ vô cực môn. Tuyết oánh trưởng lão lại cười khổ một tiếng, các người đã quên chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước rồi sao? Vô cực môn cùng với một người trẻ tuổi nổi lên tranh chấp, vô cực môn phái hết toàn bộ cao thủ xuất kích đi truy sát người trẻ tuổi kia, trong đó, còn có thêm một vài thế lực khác chen một chân vào, chỉ tiếc, bao nhiêu cao thủ của nhiều thế lực, như vậy mà lại chẳng làm gì được người trẻ tuổi kia, ngược lại, vô cực môn cuối cùng còn bị người ta diệt sạch không còn một móng. Hít, chúng trưởng lão ai cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, sắc mặt người nào người nấy đều lộ ra tia kinh hoàng người trẻ tuổi kia tên họ là gì ấy nhỉ hình như ta có nghe nói đến biệt hiệu của hắn là hư không trưởng lão nhíu chặt mày ông vỗ vỗ đầu mình giống như làm như vậy thì sẽ giúp mình nhớ ra được biệt hiệu của người kia cái này ta biết quỳnh thiên trưởng lão vừa nghe thấy lời này tức khắc liền nhảy dựng lên cười tủm tỉm mà nói tiếp lời hư không trưởng lão người trẻ tuổi kia có biệt hiệu là quỷ đế quỷ đế hai chữ này làm cho hư không trưởng lão lần nữa lâm vào trầm tư một lúc lâu sau ông mới ngẩng đầu lên hỏi Vậy mấy thế lực kia nói thế nào? Nhìn biểu tình của bà, hình như không chỉ có mỗi việc vô cực môn bị diệt đơn giản như vậy. Khóe miệng Tuyết Oánh trưởng lão gợi lên một độ cong lãnh diễm, mấy thế lực kia muốn học viện Tây Châu chúng ta hỗ trợ, cùng nhau liên thủ đối phó quỷ đế. Hỗ trợ? Nghe xong, hư không trưởng lão lại nhịn không được mà nhíu mày, học viện Tây Châu chúng ta trước giờ luôn luôn mặc kệ ân ân oán oán của đại lục này, huống hồ gì, chuyện này vốn dĩ là do mấy thế lực kia này lòng tham, muốn cướp đoạt bảo vật của người ta bọn chúng còn có mặt mũi gì mà kêu chúng ta đi hỗ trợ chứ ta cho rằng lời của huynh trưởng ta rất có đạo lý hư vô trưởng lão liếc mắt nhìn huynh trưởng nhà mình thực lực của quỷ đế không đơn giản chúng ta tốt nhất là đừng xen vào chuyện này làm gì bằng không nói không chừng kết cục của vô cực môn hôm nay chính là tương lai của học viện tây châu chúng ta sau này ha ha lăng hải trưởng lão cười ha ha hai tiếng nói thật ta lại rất thưởng thức tên tiểu tử quỷ đế này nếu như ta có thể gặp được hắn sớm một chút thì ta chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách thu hắn làm đồ đệ thôi bỏ đi tuyết oánh trưởng lão cười khổ một tiếng phiền phức mà tên tiểu tử quỷ đế này gây ra quá nhiều rồi nếu thật thu hắn làm đồ đệ vậy ông cứ chờ theo sau đuôi hắn mà giúp hắn thu dọn phiền phức đi ông thử nhìn mà xem hiện tại ở đại lục này đã có hết bao nhiêu người muốn giết hắn rồi hà vậy mà hắn vẫn tiếp tục gây thêm phiền phức quả thật là một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận vô cực môn kia hắn nói diệt là diệt thật sự là không sợ chọc giận người trong thiên hạ Ta cảm thấy, vẫn là đồ đệ Phong Nhi nhà chúng ta tốt hơn, Phong Nhi tốt xấu gì cũng là một nữ tử, khẳng định là sẽ hiểu chuyện hơn tên quỷ đế kia, cũng sẽ không gây ra nhiều phiền phức như hắn. Thời khắc này đây, Tuyết Oánh trưởng lão nào có ngờ được, phiền phức mà Vân Lạc Phong gây ra chẳng những nhiều, mà còn lớn hơn cả phiền phức của Vân Tiêu. Đợi đến khi bà biết được thì đã muộn mất rồi, chỉ có thể cam chịu, một bên âm thầm rơi nước mắt hối hận, một bên thì lo giúp Vân Lạc Phong giải quyết phiền phức. Chương 1183, Khảo Hạch năm Edit, Sahara nghĩ đến Vân Lạc Phong, sương ngủ trong lòng mấy vị trưởng lão liền tiêu tán, trên mặt treo cao nụ cười đắc ý. Vẫn là vận khí mấy người chúng ta tương đối tốt, có được một thiên tài tuyệt thế làm đồ đệ, chờ đến thời điểm mà mấy trưởng lão khác biết được việc này, không biết bọn họ có hận đến mức muốn khóc hay không nữa đây. Ha ha ha. Số lượng trưởng lão trong học viện Tây Châu không ít, chẳng qua là có một số trưởng lão không có ở lại trong trưởng lão thất, cũng chính vì như vậy mà số người biết được chuyện liên quan đến Vân Lạc Phong, chỉ có mấy người hư không trưởng lão mà thôi trong học viện tây châu các học sinh đều được an bài trong tu luyện thất khi đêm xuống mọi người sẽ trở về tu luyện thất để nghỉ ngơi các phòng trong tu luyện thất được chia theo các cấp bậc khác nhau phân biệt là thiên địa huyền hoàng trong đó phòng chữ hoàng là kém nhất cũng là nơi ở của các học sinh bình thường nhất linh khí tại nơi này cũng rất loãng ngược lại phòng chữ thiên thì lại xa hoa giống như là phòng ốc của những hộ giàu có linh khí nồng đậm đến nỗi có thể tụ lại thành sương mù Học sinh được tu luyện trong phòng chữ Thiên phải nói là làm ít mà công to. Còn về xếp hạng của các học sinh trong học viện, tổng cộng được chia làm 4 bảng xếp hạng, 4 bảng xếp hạng này cũng có tên gọi là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Chỉ cần là học sinh mới nhập học đều được xếp hết vào bảng chữ Hoàng, nếu muốn thăng cấp thì phải đi tìm học sinh bảng chữ Huyền mà khiêu chiến, tương tự, học sinh bảng chữ Huyền muốn thăng cấp, vậy thì phải khiêu chiến với học sinh bảng chữ Địa. Ngoại trừ bảng chữ Hoàng là không có giới hạn số lượng học sinh ra thì mấy bảng chữ khác đều có giới hạn số lượng xếp hạng học sinh. Bảng chữ Huyền có 50 người, bảng chữ Địa 20 người, bảng chữ Thiên là 10 người. Vì vậy, một khi học sinh của bảng chữ Huyền bị học sinh bảng chữ Hoàng khiêu chiến mà chiến đấu thua cuộc thì chẳng những sẽ bị rớt xuống bảng chữ Hoàng mà ngay cả phòng ở trong tu luyện thất cũng bị trao đổi. Nếu muốn quay lại xếp hạng trong bảng chữ Huyền thì biện pháp duy nhất chính là phải bắt đầu khiêu chiến lại cùng học sinh trong bảng chữ Huyền. Đây chính là quy định của học viện Tây Châu nơi này chính là phòng của các ngươi một học sinh của học viện tây châu dẫn đường cho đám người vân lạc phong đi đến tu luyện thất thần sắc vô cảm mà nói nếu ba ngày sau mà các ngươi không thể thông qua khảo hạch được vậy thì cần phải trả lại phòng và rơi khỏi học viện tây châu này an tử hạo ghét bỏ nhíu nhíu mày không còn phòng nào tốt hơn một chút sao căn phòng này vừa nhỏ vừa bẩn tiểu thư nhà ta làm sao mà ở được vị học sinh kia nhạo báng một tiếng cất tiếng cười châm chọc có chứ nhưng những phòng đó không phải dành cho thứ người như các ngươi ở. Các ngươi tốt nhất cứ an phận mà ở lại nơi này đi. Một tên hộ vệ, cộng thêm một đứa bé gái miệng còn hôi sữa, còn có một nữ tử không hề có tu vi, vậy mà bọn họ còn ghét bỏ căn phòng này kém. Trong học viện, có người nào mà không bắt đầu từ nơi này tiến lên phía trước, bản thân mình cũng chưa từng oán trách một câu, bọn họ có tư cách gì mà oán trách chứ? Người nói chuyện nên khách sáo một chút. An Tử Hạo có chút vẫn nộ, quay đầu lại trừng mắt nhìn vị học sinh kia. An tử hạo hắn bị vũ nhục không sao, nhưng hắn quyết không để cho tiểu thư nhà mình cũng bị vũ. Nhục. Ngay lúc An tử hạo muốn vì tiểu thư nhà mình mà tranh giành thêm một chút quyền lợi, thì chợt thấy Vân Lạc Phong đột nhiên bước tới mở cửa phòng ra, rồi thản nhiên đi vào. Cô tự mình ngồi xuống, lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ ấm trà cùng lá trà, thần sắc bình tĩnh, tự mình pha trà cho chính mình, trong đôi mắt đen nhánh phẳng lặng không hề gợn sóng. Giọng nói của An Tử Hạo cũng chợt tắt ngấm, vân lạc phong là nữ tử mà còn không chê bai hoàn cảnh trước mắt thì một nam nhân như hắn có cái gì mà không thể nhịn được đây chẳng qua tiểu thư để người chịu ủy khuất rồi an tử hạo cúi đầu áy náy mà nói cho dù là những ngày tháng đảo vong hắn cũng chưa từng để cho tiểu thư trải qua hoàn cảnh kém như thế này đối với an tử hạo mà nói thì dù hắn có phải đi ăn xin đi nữa cũng nhất định phải để cho tiểu thư có được một cuộc sống an nhàn thế nhưng sau khi vào học viện tây châu này rồi Tiểu thư vốn chưa từng chịu khổ lại phải sống trong căn phòng tồi tàn thế này. Chương 1184, khảo hạch 6. Edit, Sahara không có việc gì, Tử Hạo ca ca. Tiểu cô nương xinh xắn tươi cười một cách đáng yêu, tình huống hiện tại của chúng ta không thể để ý nhiều như vậy được, có một nơi cho chúng ta trú chú ngụ đã là không tệ lắm rồi. An Tử Hạo cảm động đến lệ rơi đầy mặt, tiểu thư nhà mình chính là hiểu chuyện như thế, trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua, đã không ít lần trấn an hắn như thế này rồi. Hu, hu. An Tử Hạo lau nước mắt trên mặt, "Tiểu thư, sau này ta nhất định sẽ để người được trải qua những ngày tháng tốt hơn." Trong lúc hai chủ tớ một lớn một nhỏ an ủi lẫn nhau, thì Vân Lạc Phong đã pha xong trà cho mình rồi, cô thong thả đưa chén trà lên miệng mà nhấp một ngụm, cô nhìn hai người trước mặt giống như là đang xem một vở kịch vui, ý cười trong mắt cũng dần dần dâng lên. "Vân cô nương." An Tử Hạo vốn muốn vào phòng của Vân Lạc Phong nên lên tiếng gọi, ai ngờ Vân Lạc Phong lại vung tay lên, Dầm một tiếng, cửa phòng đã đóng chặt, cũng đập trúng vào mũi của An Tử Hạo. An Tử Hạo xoa xoa mũi mình, tinh thần lại không chút nào uể oải. Tiểu thư, hiện tại chúng ta ở ngay phòng sát bên của cô nương ấy, cũng xem như là gần gũi với nhau, ta tin tưởng. Một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể khiến cho cô ấy cảm động. Tử Hạo ca ca. Tiểu cô nương xinh xắn cắn cắn môi, muội cảm thấy, chúng ta vẫn nên bỏ cuộc đi thôi. Cô ấy dường như đã xem chúng ta thành những kẻ phiền phức rồi, cô ấy không muốn gần gũi với chúng ta. Không được, tiểu thư, tuy rằng chúng ta đã vào học viện Tây Châu, khiến những người kia tạm thời không thể tìm được chúng ta, nhưng nguy hiểm của chúng ta vẫn còn đó, nếu như có thể có được sự bảo vệ của cô nương ấy, thì chẳng khác nào chúng ta đã bước chân lên một con thuyền bảo mệnh lớn, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhìn thấy bộ dáng ý chí dâng cao của An Tử Hạo, tiểu cô nương xinh xắn không đành lòng đả kích hắn, cho nên cô bé không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, trong phòng, tiểu mạch đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không trống rỗng trước mặt Vân Lạc Phong đang nhẹ nhàng chớp chớp hai mắt của mình. "Chủ nhân, người không định giúp đỡ A Lạp Lôi sao?" "A Lạp Lôi?" Vân Lạc Phong thoáng giật mình, bắn ánh mắt nghi hoặc về phía tiểu mạch. "Chính là bé gái xinh xắn đáng yêu bị người cự tuyệt ngoài cửa đó, người không cảm thấy cô bé này lớn lên rất giống A Lạp Lôi à? Ta lại không biết tên của bé, cho nên cứ dùng biệt danh này để thay thế." Sa đã xích Google từ khóa A Lạp Lôi thì chỉ ra được một bài hát tên khoái nhạc A Lạp Lôi thôi, ngoài ra không tìm được thông tin gì nữa cả. Bạn nào biết A Lạp Lôi là gì hoặc là người nào thì comment chú thích bên dưới cho cả nhà mình biết nhé. Vốn dĩ Vân Lạc Phong cũng không có để ý tới điều này, bây giờ vừa nghe Tiểu Mạch nói xong, thì cô chợt cảm thấy bé gái kia lớn lên đúng là rất giống với A Lạp Lôi. Không giúp, quá phiền phức. Vân Lạc Phong uống một ngụm trà, rồi liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, "Ngươi muốn giúp tiểu nha đầu kia, chẳng lẽ ngươi đã quên mất Tiểu Bạch rồi?" Tiểu Mạch đột nhiên ho khan hai tiếng, "Ta làm sao có thể quên mất Tiểu Bạch được chứ? A không đúng." ta và Tiểu Bạch rất trong sạch, hai chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Vừa mới nói một câu, Tiểu Mạch đột nhiên phản ứng lại, sau đó thì nhìn Vân Lạc Phong bằng ánh mắt vô cùng ai oán. Chủ nhân, bé gái kia tương đối đặc biệt, người không ngửi thấy trên người của cô bé có một mùi hương như có như không sao. Mùi hương này không, thuộc về nhân loại, mà nó giống như là của một loại linh quả nào đó. Vân Lạc Phong ngẩn ra, chợt rơi vào im lặng, ngón tay khẽ miết lấy chén trà, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? chủ nhân tiểu thụ là một loài cây nhưng lại có thể hóa thành người cho nên ta hoài nghi a à lạp lôi cũng là một hình nhân quả ta nghe nói sau khi dùng hình nhân quả có thể làm cho linh lực tăng lên rất nhiều ngón tay vân lạc phong khựng lại khóe môi chợt gợi lên một nụ cười như cười như không tiểu mạch có phải ngươi lại muốn hố ta hay không tiểu mạch có chút chuột dạ chủ nhân ta là loại người chuyên đi hố người khác sao cho dù ta có hố người nào cũng không thể hố chủ nhân người được số lần ngươi hố ta còn ít sao Lúc trước, ngươi nói thể chất của tiểu bạch đặc thù, cho nên ta mới nhận tiểu bạch làm đồ đệ. Về sau ngươi mới nói cho ta biết là huyết mạch của tiểu bạch tương đối phiền phức, có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm cho ta. DT hết pin dài, sạc pin đây. Chương 1185, người quen của hỏa hỏa. 1. Edit, Sahara cũng chính vì đã thu Lâm Nhược Bạch làm đồ đệ, cho nên bây giờ Vân Lạc Phong mới phải gánh trách nhiệm lo lắng cho Lâm Nhược Bạch. Nhưng nếu Lâm Nhược Bạch và Vân Lạc Phong chỉ có quan hệ là hai người xa lạ, vậy liệu Vân Lạc Phong có liều hết tất cả để cứu lấy Lâm Nhược Bạch, như hiện giờ hay không? Đáp án khẳng định là không. Tuy nhiên, hiện tại, mặc kệ Tiểu Bạch gặp phải nguy hiểm gì, dù liều cả tính mạng thì Vân Lạc Phong cô cũng phải bảo vệ an toàn cho Tiểu Bạch. Tiểu Mạch thở dài một tiếng, được rồi, ta nói thật vậy, A à, Lạp Lôi hiện tại mới 6 tuổi, hơn nữa bé cũng không biết được thân phận thật sự của mình, nhờ vậy mới không có bị cường giả truy sát. Nhưng, đợi thêm 2 năm nữa, mùi hương trên người bé sẽ nồng đậm hơn, Lúc đó, muốn không bị cường giả đuổi giết cũng khó. Vân Lạc Phong lại uống một ngụm trà, nhướng mày nói với Tiểu Mạch, cho nên, người đang cố gắng thuyết phục ta cùng bị đuổi giết chung với tiểu nha đầu kia. Chủ nhân, người vu oan cho ta a. À. Vẻ mặt Tiểu Mạch đầy ủy khuất, ta là vì muốn tốt cho người, một sự tồn tại thần kỳ như vậy, chẳng lẽ người không muốn có được sao? Đối với lời nói dụ dỗ này của Tiểu Mạch, Vân Lạc Phong nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã phun ra hai chữ, không muốn. Chủ nhân tiểu mạch có chút bất lực, kỳ thực, ta cũng là đồng tình với A Lạp Lôi, bé thân là hình nhân quả, cho dù về sau không bị các cường giả truy sát, thì cũng chỉ có thể sống được đến 10 tuổi. Trừ phi, trừ phi trước khi tròn 10 tuổi, bé có thể đạt đến cảnh giới thánh linh giả. Đương nhiên, bằng vào thực lực của bé là không thể nào làm được, trừ phi là chủ nhân chịu giúp đỡ cho bé. Vân Lạc Phong đứng dậy, thần thái lười biếng quăng cho tiểu mạch bốn chữ, tắm rửa đi ngủ. Mắt thấy Vân Lạc Phong xoay người đi về phía giường, Tiểu Mạch liền nôn nóng không thôi, "Chủ nhân, người không muốn chữa khỏi cho tay của mình hay sao? Ngoại trừ nước thánh của thánh nữ tộc, thì vẫn còn một thứ thuốc dẫn hữu dụng khác, có thể chữa lành được cánh tay phải của người, trước giờ ta không nói cho người biết, là bởi vì thứ thuốc dẫn này quá khó để tìm được." Quả nhiên, lời này của Tiểu Mạch đã thành công làm cho Vân Lạc Phong dừng bước, tuy nhiên, cô không có quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Tiểu Mạch mà nghe hắn nói. "Thuốc dẫn kia chính là nước sốt của hình nhân quả." Vân Lạc Phong quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người tiểu mạch, nước sốt. Không sai. Tiểu mạch gật gật đầu, nước sốt này chính là nước mắt của A Lạp Lôi. Ngón tay Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cầm, ánh mắt chợt lóe một cái, ngươi sẽ không lại hố ta đó chứ. Khuôn mặt tiểu mạch tối sầm lại. Tại sao lúc nào mình nói thật thì chủ nhân cũng đều không tin vậy? Chẳng lẽ hắn thiếu uy tín đến như thế sao? Chủ nhân, ta đảm bảo, lần này ta tuyệt đối không có giấu giếm người bất cứ chuyện gì. Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Tiểu Mạch, trước cứ xem tình huống đã rồi nói sau, nếu như kẻ địch mà A Lạp lôi kéo đến còn phiền phức hơn thánh nữ tộc, thì chẳng thả ta đến thánh nữ tộc lấy nước thánh còn tốt hơn. Tiểu Mạch cúi đầu, khẽ thở dài, xem ra trước mắt cũng chỉ đành như vậy. Ba ngày sau, trên quảng trường của học viện, vô số người đang trâu đầu ghé tay nhau, vừa tò mò vừa nghị luận sôi nổi. Khụ khụ, một tiếng ho khan đột ngột vang to lên, trong tích tắc đã khiến cho toàn bộ quảng trường im lặng như tờ. Lần này, khảo hạch dành cho mọi người chính là phải tiến vào Táng Thần Sơn và ở trong đó 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu có thể bình an rời khỏi Táng Thần Sơn thì có thể thông qua khảo hạch, ngược lại sẽ bị loại khỏi học viện. Đương nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng việc bản thân gặp nguy hiểm, nếu như có nguy hiểm, sẽ có người đến cứu các ngươi. Sau khi lời của lão giả vừa dứt, đám đông bên dưới chợt bùng nổ. Táng Thần Sơn, nghe nói ở trong đó hung hiểm dị thường, ngay cả thần cũng phải táng thân tại đó đặc biệt là chỗ cao nhất trong táng thần sơn, e là ngay cả các vị trưởng lão của học viện cũng không dám đặt chân tới. Cũng may, học viện chỉ bắt bọn họ ở trong đó 7 ngày, mà không có bắt bọn họ làm thêm nhiệm vụ nào khác. Như vậy, khi vào đó rồi, bọn họ chỉ cần tìm một chỗ an toàn đợi qua hết 7 ngày là ổn. Chương 1186, người quen của Hỏa Hỏa 2. Edit, Sahara, nếu các ngươi đã chuẩn bị xong rồi, vậy bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Lão giả quét mắt nhìn mọi người, lạnh giọng phân phó. Tức thì, đám người đang ồn ào nháy mắt thôi đã trở nên an tĩnh, bọn họ chờ đợi lão giả dẫn theo bọn họ đi đến Táng Thần Sơn. Táng Thần Sơn, tông cộng có đến 9 tầng. Mỗi khi lên cao thêm một tầng, thì những linh thú và bẫy dập gặp phải sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói chung, những người ở cảnh giới từ thánh linh giả trở xuống, chỉ dám đi lên đến tầng 3 mà thôi, nếu như không cẩn thận bước vào tầng thứ 4, thì kết quả nhận được chính là thi cốt vô toàn. Lúc này đây, phía ngoài Táng Thần Sơn, một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đang tiến tới gần sau khi đến chân núi mọi người mới dừng bước dẫn đầu đám người kia chính là một vị lão giả sau khi vị lão giả này dừng bước ông liền xoay người lại nói đã tới táng thần sơn ta ở nơi này chúc mọi người được may mắn được rồi hiện tại mọi người có thể bắt đầu tiến vào bên trong bảy ngày sau ta sẽ đến đây đón mọi người dứt lời lão giả liền chấp tay sau lưng chậm rãi mà rời khỏi nơi này vân cô nương An Tử Hạo nhìn thấy Vân Lạc Phong đứng giữa đám đông, hắn chần chừ hết nửa ngày mới tiến gần về phía Vân Lạc Phong, tự đưa tay lên sờ sờ sau gáy của mình, có chút ngượng ngùng mà nói, "Trong Táng Thần Sơn này có rất nhiều nguy hiểm, chúng ta có thể đi theo cô được không?" Ngụ ý, hắn hy vọng có thể cậy nhờ vào Vân Lạc Phong để Bình An vượt qua cuộc khảo hạch này. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ có một mình thì hắn tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn đi cầu xin Vân Lạc Phong như vậy, nhưng theo bên cạnh hắn còn có tiểu thư hắn không thể để tiểu thư gặp bất kỳ nguy hiểm gì được vì vậy hắn cũng chỉ đành bất chấp mọi thứ vân lạc phong liếc nhìn an tử hạo một cái rồi đi thẳng vào bên trong núi từ đầu đến cuối đều không hề đáp lại an tử hạo một câu nào vân cô nương đây là có ý gì vậy an tử hạo nhìn theo bóng dáng vân lạc phong trong mắt tràn đầy tò mò nghiễm nhiên là không hiểu hành động này của vân lạc phong có nghĩa là gì vân cô nương không có từ chối chúng ta nhưng cũng không có đồng ý với chúng ta rốt cuộc cô ấy có ý gì vậy tiểu cô nương xinh xắn chớp chớp hai mắt to tròn khuôn mặt nhỏ đáng yêu dưới ánh mặt trời như phát ra từng tia sáng nhàn nhạt, nhạt ánh mắt của bé trước sau vẫn nhìn theo bóng dáng vân lạc phong dùng âm thanh non nớt mà nói cô ấy không có cự tuyệt chúng ta vậy chắc là đồng ý cho chúng ta đi theo cô ấy đó nghe vậy trong lòng an tử hạo liền vui vẻ hắn vỗ vỗ ngực cất lời thề đảm bảo tiểu thư người yên tâm ta nhất định sẽ làm cho vân cô nương tiếp nhận chúng ta chỉ cần vân cô nương chịu bảo vệ chúng ta vậy thì chúng ta không cần phải sợ nữ nhân hư kia nữa. Tiểu cô nương xinh xắn thở dài một tiếng. Vân cô nương tuy không có cự tuyệt bọn họ, nhưng cũng đâu có đồng ý tiếp nhận bọn họ, muốn có được sự che chở của cô nương ấy, sợ là rất khó. Nhưng bé thật sự không đành lòng làm tử hạo ca ca thất vọng, cũng chỉ đành đem sự lo lắng của mình nuốt ngược lại vào trong bụng. Táng thần sơn, cảnh sắc xinh đẹp hợp lòng người, linh khí trong không khí ở đây cũng rất nồng đậm. Vân Lạc Phong vừa mới bước vào trong táng thần sơn, thì đã nghe thấy từ phía trước truyền tới những âm thanh ầm ĩ, chỉ thấy một người thiếu niên có bề ngoài giống như thư sinh bị người ta đánh ngã xuống đất, tóc tai tán loạn, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn tràn đầy phẫn nộ. Hắn trừng to hai mắt đầy căm phẫn mà nhìn đám người trước mắt, tay thì vẫn đang nắm chặt lấy một gốc thảo dược. "Cảnh Giang, mau giao cây thảo dược trong tay ngươi cho ta." Một nam tử trẻ tuổi xòe lòng bàn tay duỗi đến, trước mặt người thư sinh đang ngã dưới đất kia, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn mà nói: thư sinh kia vẫn ôm chặt lấy cây thảo dược trong tay. Không, thảo dược này là ta dùng để cứu mạng, tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Huống chi, cây thảo dược này là ta phát hiện trước, dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi. Nếu ngươi khăng khăng không chịu giao thảo dược ra, vậy thì cứ chết ở đây đi. Trường 1187, người quen của Hỏa Hỏa, bà edit, Sahara ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia trầm xuống, một tia tàn nhẫn chợt hiện lên, khóe môi hắn ta cũng treo lên nụ cười âm trầm hiểm độc. Ẩm, um ngay thời điểm mà hắn tính toán hạ thủ với thư sinh kia, bỗng một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa đột ngột xuất hiện giữa hư không. Đó là một nữ hài rất xinh đẹp, rất đáng yêu, ước chừng 6-7 tuổi gì đó, sau lưng nữ hài kia dường như còn có 8 cái đuôi, ánh mắt lộ ra tia huyết sắc, trên người cô bé đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng. Hỏa hỏa. Vân Lạc Phong chợt nhíu mày, nhìn hỏa hỏa đột nhiên chạy ra từ không gian thần điển, đáy mắt cô chợt sạch qua một tia sáng. Tiếp theo, tầm mắt Vân Lạc Phong liền rời đến trên người tên thư sinh đang ngã dưới đất không dậy nổi kia nếu như cô đoán không lầm thì nhất định là do hỏa hỏa nhìn thấy tên thư sinh này bị người ta khi dễ cho nên mới giận tím mặt như thế chẳng lẽ tên thư sinh này là người quen của hỏa hỏa bằng không lấy tính cách của hỏa hỏa làm sao lại vô duyên vô cớ tức giận như thế tất cả các ngươi đều xuống địa ngục hết cho ta ngọn lửa từ từ lan rộng ra khắp bốn phía làm cả không trung nổi bật lên một mảnh huyết hồng Hỏa hỏa ngự không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống đám người bên dưới. Những người đó còn chưa kịp hét lên một tiếng nào, thì đã bị ngọn lửa mà hỏa hỏa phóng ra thiêu đốt cho ngay cả một mẩu xương cũng không còn. Trên sơn đạo lúc này, ngoại trừ đám người Vân Lạc Phong, thì cũng chỉ còn lại mỗi một mình tên thư sinh đang ngã không dậy nổi kia. Vị tiểu cô nương này, ta xin đa tạ ân cứu mạng." Thư sinh chống người đứng dậy khỏi mặt đất, chắp chắp nắm tay, mở miệng cảm ơn. Hỏa hỏa nhìn chằm chằm thư sinh kia không chớp mắt tại sao huynh lại biến thành như vậy? Thư sinh kia hơi sừng sốt, không hiểu gì cả mà nhìn hỏa hỏa, nghiễm nhiên là không hiểu lời này của hỏa hỏa là có ý gì. Tiểu cô nương, có phải là ngươi đã nhìn lầm người rồi không? Hai chúng ta vốn chưa từng gặp mặt, ta căn bản là không quen biết ngươi. Thân mình hỏa hỏa run lên, bất chợt lui về sau mấy bước. Cũng trong lúc này, Vân Lạc Phong lập tức đi đến bên cạnh hỏa hỏa, dịu dàng ôm lấy vai cô bé. Hiện tại, Vân Lạc Phong cảm nhận được rất rõ ràng, Bả vai nhỏ bé của Hòa Hỏa đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu đã trắng bệch như tờ giấy rồi. Sao huynh có thể quên muội? Là huynh bảo muội cứ yên tâm ở lại Diệp gia dưỡng thương, huynh sẽ bảo vệ cho muội, kết quả, bởi vì huynh có việc phải làm nên tạm thời rời khỏi Diệp gia, huynh sai đồ đệ của mình chăm sóc cho muội một thời gian ngắn, thế nhưng, chuyến đi này của huynh vừa đi là không trở về nữa, muội ở lại Diệp gia chờ đợi huynh nhiều năm như vậy, làm sao huynh có thể quên muội dễ dàng như vậy hả? Diệp gia con ngươi Vân Lạc Phong hơi hơi trầm xuống, tên thư sinh này là người chuyển thế của lão tổ Diệp gia, cũng chính là nam nhân mà Hỏa Hỏa thích. Tiểu cô nương, ta thật sự không biết là cô đang nói về cái gì. Cái gì mà Diệp gia? Ta tên là Cảnh Giang, ta cũng không hề quen người Diệp gia trong lời của ngươi nói. Đáy mắt thư sinh hiện lên một đạo nghi hoặc, trong lòng cảm thấy chẳng hiểu chuyện này ra sao. Tiểu nha đầu bị điên này là từ đâu chui ra thế không biết. Sao lại nói những lời nói khó hiểu kỳ lạ như vậy? Hòa Hòa liều mạng lắc đầu, trên người của ngươi có hơi thở của huynh ấy. Ngươi chắc chắn chính là huynh ấy. Thế nhưng, tính cách của ngươi lại không hề giống. Huynh ấy một chút nào. Bỗng nhiên, trong đầu Hòa Hòa hiện ra hình dáng của một nam tử ôn tồn lễ độ. Nam tử kia đứng trên đỉnh núi, vì người trong thiên hạ mà chỉ điểm bến mê. Đồng thời, một cái phất tay thôi cũng đủ làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cả mặt trời và mặt trăng đều mất đi ánh sáng. Người đó cường đại đến mức làm chấn động cả thế nhân, vậy mà nam nhân trước mắt này lại vô cùng nhỏ bé yếu ớt hắn thật sự là người mà mình luôn cất giấu trong lòng suốt ngàn năm qua sao tiểu cô nương vị hôn thê của ta đang lâm trọng bệnh ta còn phải vội trở về cứu nàng ấy đợi sau này ta sẽ đến tìm ngươi để tạ ân cứu mạng ngày hôm nay vị hôn thê hòa hòa gắt gao cắn chặt môi mình sắc mặt tái nhợt cô bé nâng đôi mắt to tròn sáng người lên ánh mắt kia quả thật khiến lòng người khác phải nhói đau lúc trước là ai khởi sướng suy đoán người trong lòng của hòa hòa nhỉ Bây giờ có câu trả lời rồi đấy. Chương 1188, người quen của Hỏa Hỏa, 4. Edit, Sahara lúc trước khi huynh để muội ở lại Diệp gia, huynh đã nói với muội, huynh sẽ trở về tìm muội, huynh còn nói, đợi sau khi thương thế của muội bình phục, huynh sẽ cưới muội làm thê tử. Thế nhưng, muội chờ, chờ rồi lại chờ, đến cuối cùng ngay cả hơi thở của huynh muội cũng không còn cảm nhận được nữa. Hơi thở biến mất, đồng nghĩa với việc hắn đã chết, có thể sắp sửa chuyển thế thành một người khác không ngờ khi mà mình cảm nhận lại được hơi thở của huynh ấy một lần nữa thì người nam nhân này lại nói là hắn đã có vị hôn thê nghĩ mà xem buồn cười đến cỡ nào kia chứ mới chỉ trải qua một kiếp mà hắn đã quên mất mình rồi chẳng những vậy hắn còn cho rằng mình là một kẻ điên tiểu cô nương người đang nói đùa với ta đó sao cảnh giang cất tiếng cười nhạo ta đâu có sở thích luyến đồng ngươi còn nhỏ như vậy ta làm sao mà thích ngươi được hơn nữa ta thật sự là không hề quen biết ngươi diệp ra mà ngươi nói là cũng không biết hiện tại ta quả thật là đang có việc trong người ngày khác ta sẽ đến tạ ân ngươi sau nói xong lời này thư sinh lại chắp chắp nắm tay một đường đi thẳng mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần sau khi thân ảnh của cảnh giang đã biến mất hỏa hỏa rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà chôn mình trong lòng của vân lạc phong nước mắt từng giọt từng giọt lặng yên không tiếng động rơi xuống chủ nhân huynh ấy rõ ràng đã hứa là sẽ trở về tình muội nhưng hiện tại huynh ấy lại quên mất muội rồi chẳng những vậy huynh ấy còn nói huynh ấy đã có vị hôn thê, muội nên làm cái gì bây giờ? Hai tay hỏa hỏa túm chặt lấy y phục Vân Lạc Phong, sắc mặt cô bé lúc này tái nhợt đến nỗi khiến người ta phải kinh sợ. Hỏa Hỏa, muội xác định người đó chính là lão tổ của Diệp gia. Vân Lạc Phong khẽ nheo hai mắt lại. Vân Lạc Phong không thể không nghi ngờ, lão tổ Diệp gia là một nhân vật cường đại, làm sao có thể để bản thân bị một đám lưu manh còn con khinh nhục như vậy? Hỏa Hỏa rất chắc chắn mà gật đầu, trên người của người đó có hơi thở của huynh ấy khẳng định là huynh ấy không có sai chủ nhân hiện tại muội nên làm cái gì bây giờ huynh ấy đã hoàn toàn quên mất muội rồi cả đời này người mà cô bé chờ đợi chỉ có hai người đầu tiên là người nắm giữ y học thần điển còn người thứ hai chính là lão tổ diệp gia người nắm giữ y học thần điển chính là vân lạc phong cô bé đã đợi được rồi người thứ hai cũng đợi được rồi thế nhưng người ấy lại hoàn toàn không nhớ cô bé hỏa hỏa chờ chúng ta xác nhận lại xem hắn ta có đúng là lão tổ diệp ra không rồi hãy nói. Vân Lạc Phong vươn tay, đem Hỏa Hỏa ôm vào lòng, cô khẽ vuốt vuốt tóc của Hỏa Hỏa, rũ mi xuống, dịu giọng an ủi Hỏa Hỏa. "Chủ nhân." Hỏa Hỏa lau đi nước mắt nơi khóe mắt của mình, "Thật xin lỗi, vừa rồi muội nhìn thấy huynh ấy bị khi dễ, không thể khống chế được bản thân nên mới chạy ra, lại gây thêm phiền phức cho tỷ mất rồi." Hỏa Hỏa. Vân Lạc Phong cúi đầu, nhìn chăm chú vào Hỏa Hỏa, biểu tình phá lệ nghiêm túc, "Với ta mà nói, phiền phức của muội không được tính là phiền phức." nếu hắn thật sự là lão tổ diệp ra thì cho dù muội không ra tay ta cũng sẽ cứu hắn cho nên ta không hề trách muội muội không cần phải lo lắng nhưng mà học viện có phái người đi theo chúng ta muội đột ngột xuất hiện như vậy cũng đồng nghĩa với việc thân phận của muội bị bại lộ mất rồi hỏa hỏa thật cẩn thận mà nhìn vân lạc phong vừa rồi cô bé quá xúc động nên không khống chế được chính mình bây giờ bình tĩnh lại mới biết vừa rồi mình đã phạm phải sai lầm rất lớn vân lạc phong nhẹ nhàng híp mắt người được phái đến theo sát chúng ta trong táng thần sơn lần này, đều là những môn hạ của mấy vị sư phụ ngang hông kia của ta. Đến lúc đó, ta sẽ giải thích với bọn họ, muội không cần phải lo lắng việc thân phận bị bại lộ. Hỏa hỏa ngoan ngoãn gật gật đầu, chợt Đôi con ngươi đỏ rực của hỏa hỏa tia về phía sau của Vân Lạc Phong. An tử hạo tiếp xúc với ánh mắt của hỏa hỏa, cả người bỗng run lẩy bẩy, vội vội vàng vàng thề thốt, các người yên tâm, ta cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng sẽ không nói. Tiểu cô nương xinh xắn cũng gật đầu, ta cái gì cũng không nhìn thấy, hừ. Hỏa hỏa, khẽ hừ một tiếng, nếu để ta biết cái ngươi truyền ra ngoài một chữ nào, vậy kết cục của những kẻ vừa rồi, chính là tương lai của các ngươi. Vấn đề lại đến rồi đây, trước kia thì chỉ biết hỏa hỏa là chủ nhân của Diệp Gia mà thôi. Vấn đề đưa ra chỉ hơi dối não. Hiện tại, nếu hỏa hỏa lấy lão tổ Diệp Gia thì hỏa hỏa chính là bà tổ của Diệp Gia. Mà Vân Lạc Phong làm con dâu Diệp Gia thì phải gọi hỏa hỏa là bà tổ, nhưng Vân Lạc Phong là chủ nhân của Hỏa Hỏa, vậy Vân Lạc Phong nên gọi Hỏa Hỏa là bà tổ hay là đầy tớ? Còn Hỏa Hỏa nên gọi Vân Lạc Phong là chủ nhân hay là cháu chắt? Cứ thế suy diễn tiếp ra quan hệ và xưng hô của những người còn lại xem nào. Chú ý chú ý, bán thuốc bổ não đây y, 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 y vừa bổ vừa rẻ, đảm bảo không chết cũng điên khùng. Mại dô mại dô, quẹo lựa quẹo lựa bà con ơi. Chương 1189, người quen của Hỏa Hỏa năm. Edit, Sahara dứt lời, hòa hỏa liền triển khai khí thế trên người ra, khí thế cường đại làm cho thiên địa cũng phải thất sắc ảm đạm, áp lực kia quả thật khiến người ta không tài nào thở nổi. Ngay lúc An Tử Hạo và tiểu cô nương xinh sắn sắp sửa chống đỡ không nổi nữa mà nằm liệt xuống, hòa hỏa mới chịu thu lại khí thế trên người mình, cả người trượt hóa thành một đạo hồng quang, quay về lại bên trong không gian thần điển. Những chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay, làm cho hòa hỏa chịu đã kích rất lớn, cô bé cần một chút thời gian và không gian yên tĩnh để bình phục lại tâm tình là các ngươi bỗng nhiên một giọng nói kiêu căng ngạo mạn từ bên cạnh đột ngột truyền tới sau khi an tử hạo nghe thấy âm thanh này cả người chợt sợ đến mức run lên tiểu cô nương xinh xắn vội chạy trốn ra phía sau an tử hạo cả người núp sau lưng của hắn chỉ để lộ ra một đôi mắt khiếp đảm sợ hãi vân lạc phong ngả ngớn nhướng mày nương theo âm thanh mà nhìn lại tức thì đập vào mắt cô là một nam tử trẻ tuổi trên người mặc cầm y hoa phục xung quanh hắn ta còn có một đám người vây quanh đang chậm rãi đi về phía này hắn hất cằm bày ra dáng vẻ khí thế hơn người mà đi đến trước mặt của hai người an tử hạo và tiểu cô nương xinh xắn ngươi ngươi lại muốn làm gì an tử hạo chỉ vào mặt nam tử kia tức giận quát lên ta cảnh cáo ngươi không được tới gần chúng ta thêm một bước nào nữa nếu không nếu không thì sao nam tử kia cười đầy trào phúng lúc trước ngươi không cẩn thận dẫm hỏng thảo dược của ta chẳng những không bồi thường mà còn dám bỏ trốn nhưng thật không ngờ lại để cho bắt gặp các ngươi ở chỗ này An Tử Hạo cắn chặt môi, ai nói thảo dược đó là của ngươi? Thảo dược kia rõ ràng là mọc hoang trên núi, ngươi lại không có hái đi, ta không nhìn thấy chúng nên mới vô tình dẫm lên. Huống chi, là ta dẫm lên thảo dược kia trước, sau đó ngươi mới phát hiện ra chúng, từ khi nào thì số thảo dược đó lại biến thành của ngươi? Ngày đó, hắn cùng tiểu thư đang cố gắng chạy trốn, cả hai đi ngang qua một khu rừng, trong lúc vô tình không cẩn thận dẫm nát hết mấy cây thảo dược mọc ở đó, cũng trong lúc đó hắn gặp được người nam tử trước mặt này nam tử này nói số thảo dược đó là số thảo dược mà hắn ta coi trọng bây giờ bị an tử hạo dẫm nát mất rồi một hai bắt an tử hạo bồi thường nếu không phải nhờ an tử hạo tương đối quen thuộc đối với địa thế trong rừng mượn các loại bẫy dập trong rừng mà bỏ rơi đám người của nam tử này thì an tử hạo hắn và tiểu thư cũng không thể nào bình yên mà đến được học viện tây châu ta không quản nhiều như vậy ta chỉ biết số thảo dược kia là ta coi trọng lại bị ngươi dẫm nát mất rồi Ngươi nhất định phải bồi thường cho ta." Nam tử kia cười lạnh một tiếng, hắn nhìn tiểu cô nương xinh xắn đang trốn sau lưng An Tử Hạo, rồi lại nhìn về phía Vân Lạc Phong, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia tham lam, "Bất quá, hai mỹ nhân một lớn một nhỏ này lớn lên nhìn cũng không tệ, ngươi để bọn họ lại, ta miễn việc bồi thường cho ngươi." An Tử Hạo tức đến mức thiếu chút nữa là lao tới nện một quyền vào mặt của nam tử kia, hắn vẫn nộ quát lên, "Ngươi nằm mơ đi." "Ha ha," nam tử kia cười phá lên, "Ngươi lại dám ăn nói với ta như thế?" Chẳng lẽ ngươi không biết thúc thúc ta là ai hay sao? Ta nói cho ngươi biết, thúc thúc ta là lão sư của học viện. Nếu như các ngươi còn muốn lưu lại học viện này, thì nhất định phải nghe theo lời của ta nói. Lão sư, thầy giáo, tiếng hoa cũng đọc y như vậy. Nam tử kia liếm liếm môi, ánh mắt đầy dâm đãng thèm thuồng mà nhìn Vân Lạc Phong. Mỹ nhân, các nàng đi theo tên tiểu tử này thì có được tiền đồ gì chứ? Không bằng đi theo ta tốt hơn nhiều, ta có thể cho nàng được ăn sung mặc sướng, Thúc thúc ta chính là lão sư của học viện, quyền lực và quyền lợi của ông ấy rất lớn. Nếu như nàng chịu đi theo ta, ta đảm bảo trong học viện không ai dám khi dễ, ức hiếp nàng. Nói xong, hắn vươn tay ra, ý đồ muốn vuốt ve gương mặt của Vân Lạc Phong. An Tử Hạo vội vàng che mắt của tiểu thư nhà mình lại, đừng nhìn. Cảnh tượng tiếp theo khẳng định rất máu me. Trẻ con không nên nhìn a. À. Rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, kèm theo đó là tiếng hét điên cuồng mà thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ không trung. Nam tử ôm lấy cánh tay vừa mới bị Vân Lạc Phong bẻ gãy, hắn ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khuôn mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu. "Nhà đầu thúi, ngươi lại dám động thủ với ta?" Chương 1190, người quen của Hỏa Hỏa. 6. Edit, Sahara Kut. Môi mỏng của Bạch Y thiếu nữ khẽ hé, thanh âm khí phách chấn động cả núi rừng, quẩn quanh rất lâu cũng chưa tiêu tán. Một nam nhân trung niên vốn dĩ đang ngủ gục trên cây, cũng bị tiếng quát này làm cho giật mình thức dậy hắn xoa xoa hai mắt còn chưa tỉnh ngủ tò mò mà nhìn về phía vân lạc phong mấy vị trưởng lão kia phái hắn đi theo đến đây để bảo vệ an toàn cho vân lạc phong thế nhưng tình huống trước mắt là sao đây người kia không phải là cháu trai của vương dịch chi vương mộc cảnh đó sao làm sao lại ở đây rằng có cùng vân lạc phong rồi ngươi ngươi chờ đó cho ta vương mộc cảnh hung hăng cắn chặt răng trừng mắt nhìn vân lạc phong một cái rồi quay đầu bỏ chạy hắn sợ nếu bản thân còn ở đây lâu thêm chút nào nữa thì bạch y thiếu nữ này lại đột nhiên động thủ thêm lần nữa, khiến hắn không kịp phản ứng, dù sao hắn cũng còn một thúc thúc chống lưng, cứ chờ mà xem. Bảy ngày thời gian thoáng cái đã trôi qua, trong bảy ngày này, có không ít người thất bại, không thông qua được khảo hạch mà rời đi. Hiển nhiên, cũng có không ít người đi tìm một nơi an toàn mà ẩn núp, đợi hết bảy ngày rồi mới đi ra ngoài. Lúc này, trong trưởng lão thất ở học viện Tây Châu, mấy vị trưởng lão sau khi nghe xong nam nhân trung niên hồi báo, thì quay sang hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Ngươi vừa nói, trong tay Phong Nhi có một linh thú hóa hình người. Hư Không trưởng lão trầm hai mắt xuống, hỏi, nam nhân trung niên gật gật đầu, đúng vậy, là ta tận mắt nhìn thấy, linh thú kia là một con hỏa hồ ly tám đuôi, thực lực vô cùng cường đại. Vốn dĩ Hư Không trưởng lão đang trầm mặc, sau khi nghe thấy lời này, cuối cùng thần sắc của ông cũng có chút dao động. Nếu trong tay Phong Nhi quả thật có một con linh thú hóa hình người, vậy thì không cần phải lo lắng cho sự an toàn của phong nhi nữa. tuyết oánh trưởng lão cong môi cười nhạt, đúng rồi, chuyện này tuyệt đối phải bảo mật, bằng không nếu để cho mấy thế lực khác trong tây châu này biết được, khẳng định sẽ dẫn đến hành vi giết người cướp của của bọn chúng. đúng vậy, tuyết oánh nói không sai. hư vô trưởng lão cũng gật đầu nói, vì sự an toàn của đồ nhi bảo bối, chuyện này ngàn vạn lần không được tiết lộ ra bên ngoài. còn nữa, người nói xem, ngoài chuyện linh thú hóa hình người ra. Phong nhi còn xảy ra chuyện gì nữa hay không? Khuôn mặt nam nhân trung niên kia đỏ lên, có chút ngượng ngùng sờ sờ gáy mình, con hồ ly tám đuôi kia hình như là bị thất tình, Vân cô nương vẫn luôn ở bên cạnh an ủi nó, ta thấy quá nhàm chán, cho nên mới ngủ gục lúc nào không hay, đợi khi ta tỉnh lại thì phát hiện ra Vân cô nương cùng với Vương Mộc Cảnh này sinh ra mâu thuẫn. Vương Mộc Cảnh là ai? Lăng Hải trưởng lão nhíu mày, lấy thân phận địa vị của ông mà nói, hiển nhiên là không thể nào nhớ được tên của một học sinh bình thường trong học viện. Nam nhân trung niên lao đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán, Vương Mộc Cảnh là cháu trai của Vương Dịch Chi. Vương Dịch Chi? Đây lại là người nào nữa? Lăng Hải trưởng lão càng nhíu mày chặt hơn. Nam nhân trung niên càng lau chùi mồ hôi mãnh liệt hơn, "Trưởng lão, Vương Dịch Chi là lão sư của học viện chúng ta." "Lão sư của học viện?" Lăng Hải trưởng lão cười lạnh một tiếng, "Chỉ là cháu của một lão sư trong học viện này mà cũng dám càn rỡ như thế, ngay cả đồ đệ của Bồn trưởng lão mà cũng dám ức hiếp, có được một đứa đồ đệ ưu tú như vậy, ta còn hận không? Thể đem con bé nâng niu trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng còn sợ tan. Ai cho phép cái đám súc sinh bọn chúng dám khi dễ đồ đệ bảo bối của ta hả? Trong số các vị trưởng lão của học viện, tính tình của Lăng Hải trưởng lão được xem như là nóng nảy, hung dữ nhất, nếu ông mà thật sự nổi cơn thịnh nộ thì không có người nào có thể ngăn cản được. Trưởng lão, chuyện trước đó ta không được chứng kiến tường tận cho nên không dám khẳng định là vân cô nương có bị vương mộc cảnh khi dễ hay không khóe môi nam nhân trung niên có hơi run rẩy một chút bất quá trước khi vương mộc cảnh rời đi ta nhìn thấy cánh tay của vương mộc cảnh hình như là bị bẻ gãy ngược lại vân lạc phong thì không hề bị một chút thương tổn nào lăng hải trưởng lão trừng mắt tên kia không khi dễ đồ nhi của ta chẳng lẽ lại là đồ nhi ta khi dễ hắn hả đồ nhi của ta ngoan như thế làm sao có thể đi khi dễ người khác còn nữa, cánh tay của tên vương mộc cảnh kia bị bẻ, nhất định là do hắn tự tạo nghiệt. Xa, tay ghế. Chương 1191, người quen của Hỏa Hỏa 7. Edit, Sahara trong mắt của Lăng Hải trưởng lão, Vân Lạc Phong chính là bé ngoan, bé ngoan thì làm sao có thể đi khi dễ người khác. Xa, tay ghế tập hai lau mồ hôi, khẳng định là tên vương mộc cảnh kia tự tìm đường chết, mới đi đắc tội với Vân Lạc Phong, rồi bị linh thú trong tay Vân Lạc Phong bẻ gãy tay, sở dĩ lăng hải trưởng lão không có nghĩ đến trường hợp tay của vương mộc cảnh là do chính vân lạc phong bẻ ấy là bởi vì trong buổi kiểm tra cấp bậc vào ngày ghi danh đã khảo nghiệm đã kiểm tra ra vân lạc phong không hề có cấp bậc tu vi nào cả điều này chứng tỏ vân lạc phong còn chưa bắt đầu tu luyện mồ hôi lạnh của nam nhân trung niên đã tuôn ra ướt đẫm cả y phục rồi trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự đồng tình với vương mộc cảnh hy vọng hai thúc cháu này biết thức thời một chút đừng tiếp tục trêu chọc vào vân lạc phong nữa bằng không, lửa giận của mấy vị trưởng lão trước mặt đây, không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng nổi đâu. Sau khi nam nhân trung niên kia lui ra rồi, thì thân ảnh bạch y trắng như tuyết của Vân Lạc Phong, bất thình lình đi vào trong trưởng lão thất. Cô hơi hơi nhướng mày, nhìn mấy lão gia hỏa đang nổ giận đùng đùng trong phòng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Là ai đắc tội với mọi người? Lăng hải trưởng lão chợt hồi thần trở lại, sau khi ông nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện ở trong phòng, khuôn mặt vốn dĩ đang ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức liền cười tươi như hoa. Đám người hư không trưởng lão quay sang hai mặt nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong những năm qua, Lăng Hải không giống như mấy người bọn họ, bọn họ ai nấy cũng đều đã thu không ít đệ tử, duy chỉ có mình Lăng Hải là không để bất cứ thiên tài nào vào mắt. Hay nói cách khác, Vân Lạc Phong chính là đồ đệ duy nhất của Lăng Hải. Như vậy, ông ấy làm sao mà không bênh vực Vân Lạc Phong cho được? Không có việc gì. Lăng Hải trưởng lão mặt đầy ý cười đi đến gần Vân Lạc Phong, trong mắt ông chứa đầy tia sáng rất hài lòng xem ra con đã thành công thông qua khảo hạch rồi vậy sau này con chính là học sinh của học viện tây châu chúng ta vân lạc phong thấy mấy lão nhân gia không có dò hỏi chuyện về hỏa hỏa cho nên cô cũng không chủ động đề cập đến làm gì nghe lăng hải trưởng lão nói vậy cô liền thuận theo mà gật gật đầu nói lần này con đến là muốn xin nghỉ một thời gian ngắn xin nghỉ ánh mắt lăng hải trưởng lão hơi hồ nghi mà nhìn vân lạc phong con chỉ mới nhập học mà đã muốn xin nghỉ rồi à đúng vậy con có chút chuyện riêng cần phải đi xử lý chậm nhất là một tháng con nhất định sẽ trở về tâm trạng hòa hòa đang bất ổn nếu như cô không giúp hòa hòa giải quyết cho xong chuyện này thì sợ là từ nay về sau hòa hòa vĩnh viễn cũng không thể đi ra khỏi sương mù được rồi lăng hải trưởng lão ủi oải thở dài vậy con có chỗ nào cần đến vi sư giúp đỡ hay không để vi sư phái thêm vài cao thủ đi theo bảo vệ cho con không cần đâu vân lạc phong mỉm cười lắc lắc đầu chuyện này con có thể tự mình giải quyết các vị sư phụ bảo trọng vân lạc phong chấp quyền một cái với mấy vị trưởng lão rồi mới xoay người đi ra ngoài lăng hải trưởng lão lưu luyến không nỡ mà nhìn theo bóng lưng vân lạc phong cho đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất rồi ông mới thu hồi lại tầm mắt trong tay đồ nhi bảo bối có hỏa hồ ly tám đuôi sẽ không có ai có thể tổn thương được con bé yên tâm đi hư không trưởng lão đi đến bên cạnh lăng hải trưởng lão vỗ vỗ vai lăng hải trưởng lão vài cái để chấn an dù trong lòng lăng hải trưởng lão cảm thấy không yên tâm nhưng trong tình huống hiện giờ ông cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chỉ hy vọng là vậy mặt trời ngã về tây ánh nắng chiều tà bao phủ toàn bộ đại môn học viện tản mắt ra từng tia sáng kim bích huy hoàng kim màu vàng bích màu xanh ngọc không có từ thuần việt thích hợp nên xa để nguyên văn hán việt vân lạc phong đi ra khỏi đại môn của học viện liền trông thấy ngay an tử hạo đang đứng chờ trước cửa cô hơi nhướng nhướng mày lên hỏi Chuyện ta bảo ngươi đi dò hỏi, đã hỏi thăm được tin tức gì chưa? An Tử Hạo vội vàng gật đầu, hỏi thăm được rồi. Nam nhân tên Cảnh Giang kia là thiếu gia của phủ thành chủ ở Cảnh Thành, đáng tiếc, thực lực của vị thiếu gia phủ thành chủ Cảnh Thành này rất tệ, cho nên lúc đó mới bị người ta khi dễ như thế. Tuy nhiên, lời hắn ta nói khi ấy là thật, hắn đến Táng Thần Sơn quả thật là để tìm loài thảo dược có tên là Táng Thần Hoa, dùng để cứu mạng vị hôn thê của hắn. Lúc nói những lời này, An Tử Hạo rất cẩn thận dè dặt mà liếc nhìn Vân Lạc Phong. Chương 1192, người quen của Hỏa Hỏa, 8. Edit, Sahara An Tử Hạo có thể nhìn ra được, vị hồng y tiểu cô nương kia rất yêu cảnh giang, đáng tiếc, cảnh giang đã có vị hôn thê, tiểu cô nương kia khẳng định là sẽ chịu thương tâm. "Chuyện hôm nay ngươi giúp ta, Vân Lạc Phong ta sẽ nhớ kỹ, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi." Sau khi Vân Lạc Phong ném lại những lời này, liền cất bước xoay người rời đi. An Tử Hạo hơi sừng sốt một chút, sau đó vội vàng lên tiếng, ta và tiểu thư có thể đi theo cô nương không? Nghe vậy, Vân Lạc Phong dừng bước, lắc lắc đầu. Các ngươi đi theo ta, sẽ càng nguy hiểm hơn. Cô còn chưa biết mình sẽ gặp phải bao nhiêu kẻ địch trên phiếm đại lục này, cho nên, hiển nhiên là không thể mang theo An Tử Hạo và A Lạp Lôi. Hơn nữa, Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút, các ngươi có thể theo ta đến khi nào? An Tử Hạo uể oải cúi đầu, không biết là đang nghĩ cái gì trong lòng vân lạc phong quay đầu lại nhìn an tử hạo khóe môi hơi kéo lên một chút ngươi yên tâm đi chỉ cần ở trong học viện không ai có thể tổn thương được các ngươi ngược lại nếu như đi theo ta nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn dứt lời vân lạc phong liền xoay người đi thẳng không có quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa thân ảnh của cô rất nhanh thì đã biến mất trên đường phố cảnh thành nơi này xác thật là cách học viện tây châu không xa chỉ mất thời gian nửa ngày đường thì đã đến rồi lúc này đây ngay trước cổng thành Bạch Y thiếu nữ đang dừng bước, ngón tay khẽ sờ sờ cầm mình, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn về phía tòa thành cổ xưa. Vụt, từ trong thân thể Bạch Y thiếu nữ bỗng vụt ra một ngọn lửa, cuối cùng, ngọn lửa kia biến thành một đứa bé gái non nớt đáng yêu, cô bé đứng ngay bên cạnh Vân Lạc Phong. Thần sắc của cô bé khá khẩn trương, hai tay cũng không biết để ở chỗ nào cho đúng. Vân Lạc Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, hỏi, "Hỏa Hỏa, gặp hắn, muội có hối hận không?" Hỏa Hỏa lắc đầu, lời nói kiên định chủ nhân, nắm đó, sau khi y học thần điển bỏ muội lại, muội bị một đám cường giả nhân loại đuổi giết, thân thể bị trọng thương, là huynh ấy đã xuất hiện kịp thời mà cứu muội, hiện tại, muội cảm nhận được huynh ấy đang gặp khó khăn, về tình về lý, muội cũng nên giúp huynh ấy. Nói đến đây, khóe môi Hỏa Hỏa bỗng cong lên một độ cong chua xót, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Đợi sau khi muội giúp huynh ấy xong rồi, hai chúng ta, không ai còn nợ ai nữa. Không ai nợ ai, khi bốn chữ này được thốt ra từ miệng Hỏa Hỏa, trong lòng Vân Lạc Phong bỗng cảm thấy chấn động. Hỏa Hỏa, nếu như hắn đã không còn nhớ đến muội, vậy muội cũng nên học cách quên hắn đi. Ừm. Hỏa Hỏa nghiêm túc gật đầu, chờ sau khi muội giúp huynh ấy giải quyết xong phiền phức rồi, muội sẽ quên huynh ấy, từ đây về sau cũng sẽ không nhớ đến huynh ấy nữa. Không ai biết, sau khi nói ra những lời này, trong nội tâm Hỏa Hỏa có bao nhiêu chua xót. Những hình ảnh tươi đẹp lúc hai người còn ở chung với nhau, cứ liên tục hiện lên trong đầu của Hỏa Hỏa, làm cho khóe mắt Hỏa Hỏa bỗng thấy cay cay thiếu chút nữa thì nước mắt đã rơi xuống rồi. Nhưng vì không muốn làm cho chủ nhân lo lắng, cho nên hỏa hỏa cố gắng dằn lại. Phủ thành chủ. Trước đại môn, hai gã hộ vệ đang nghiêm chỉnh tuân thủ chức trách, ngăn cản hai người Vân Lạc Phong ở ngoài cửa. Phía trước là phủ thành chủ, người không phận sự không được phép bước vào. Hỏa hỏa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hai gã hộ. Vệ. Ta tới tìm cảnh giang. Hai gã hộ vệ nhìn nhau, trong mắt dệt qua một tia kinh ngạc. Một trong hai người trầm ngâm hồi lâu, lát sau mới nói, thiếu gia không ở trong phủ, nhưng ta có thể đi thông báo với Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư? Giữa lúc Hỏa Hỏa còn đang suy nghĩ xem Tiêu tiểu thư này là người phương nào, thì tên hộ vệ kia đã đi vào trong bẩm báo, không bao lâu sau thì hắn đã quay trở lại, hướng về Hỏa Hỏa cung kính là một động tác mời. Tiêu tiểu thư cho các người đi vào. Hỏa Hỏa tận lực làm cho cảm xúc của mình bình thường trở lại, rồi mới chậm rãi đi vào bên trong. Chương 1193 Người quen của Hòa Hòa Chín Edit, Sahara bên trong phủ thành chủ Trong đỉnh hóng gió có một nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở đó Thanh y mềm mại như nước Đay lưng màu tím từ eo rũ xuống Xinh đẹp vô cùng Nhìn chẳng khác gì tiên tử Nữ tử kia nhận thấy hai người vân lạc phong bước vào Khẽ nâng tầm mắt lên Khoảnh khắc mà cô ta nhìn thấy Hòa Hòa Đáy mắt chợt có một tia sáng lóe lên rồi tắt ngay Nụ cười bên khóe môi càng thêm xinh đẹp động lòng người chẳng qua sắc mặt của nữ tử này có phần tái nhợt đôi môi không hề có huyết sắc thoạt nhìn chính là bộ dáng của một người bệnh tuy nhiên sau khi hỏa hỏa nhìn thấy diện mạo của người nữ tử này trong đồng bỗng nổ ầm một tiếng trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực nghiến răng nghiến lợi mà nói tiêu như là ngươi vậy mà lại là ngươi hỏa hỏa muội biết à vân lạc phong rũ mi mắt xuống trầm giọng hỏi hỏa hỏa tức đến cả người run rẩy không thôi năm đó a diệp cứu muội còn vì muội mà kiến lập diệp ra nữ nhân này chính là đồ đệ mà a diệp đã thu sau khi kiến lập xong diệp ra sau này bởi vì ả à ta muốn quyến rũ a diệp nên bị huynh ấy trục xuất khỏi sư môn tại sao bây giờ ả à ta lại ở đây nếu nói bởi vì cảnh giang đã quên mất mình mà khiến cho hỏa hỏa đau lòng không thôi thì sự xuất hiện của tiêu như lại càng khiến hỏa hỏa thêm thất vọng tại sao lại như vậy a diệp vốn không phải là người như vậy tại sao sau khi quên mất mình rồi huynh ấy lại lựa chọn ở bên tiêu như tiêu như mỉm cười chậm rãi đứng lên cô ta cất bước nhẹ nhàng giải đai lưng màu tím khẽ bay theo gió đẹp đến mức làm người ta không cách nào bỏ qua hỏa hỏa đã lâu không gặp đôi đồng tử của hỏa hỏa chợt có rút người biết ta không không thể nào có chuyện này được Người chẳng qua chỉ là một nhân loại làm sao có thể sống lâu như vậy được làm sao còn nhớ được ta chứ tiêu như cười cười vận khí của ta tốt trong lúc vô tình học được bí thuật đoạt xác trọng sinh sau khi ta già đi ta sẽ tự sát sau đó tìm một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp mà đoạt xác sau khi đoạt xác thành công thân thể bị ta chiếm giữ sẽ từ từ biến thành dung mạo vốn có của ta hỏa hòa ngươi đã từng độc chiếm sự sùng ái của sư phụ sư phụ vì ngươi mà không tiếc hạ một mệnh lệnh bá đạo như vậy cho hậu nhân của người khiến cho diệp gia trong suốt ngàn năm qua phải phục vụ cho một mình ngươi tuy nhiên bây giờ thì ta đã trở thành vị hôn thê của người cho dù bây giờ người không được ưu tú và cường đại như trước kia cũng không sao ta cũng chỉ yêu mỗi một mình người mà thôi ta chỉ cần được làm thê tử của người là đủ mặc kệ người có yếu kém thế nào cũng không quan trọng khuôn mặt tái nhợt của tiêu như khẽ nở nụ cười bất quá ta có lòng tin người yếu kém chẳng qua là nhất thời mà thôi sớm muộn gì người cũng sẽ trở nên cường đại như trước cho nên ta mới cố ý để chính mình bị trọng thương ép người phải đến táng thần sơn tìm táng thần hoa về đôi mắt hỏa hỏa ngập tràn lửa giận ngươi có biết lấy thực lực hiện tại của huynh ấy, mà đi đến một nơi hung hiểm như vậy, sẽ rất dễ bị mất mạng không hả? Chết thì đã sao chứ? Nếu người chết, ta lại đi tìm người. Tiêu như khẽ cười mà nói, hỏa hỏa, chắc ngươi cũng đã nhìn ra được, hiện tại sư phụ đối với ta tốt như thế nào. Vì ta, dù phải mạo hiểm tính mạng người cũng cam tâm tình nguyện, không uổng công ta tìm người suốt ngàn năm qua, rốt cuộc cũng có thể tìm. Được người chuyển thế của sư phụ, thân mình hỏa hỏa run rẩy càng thêm kịch liệt, vốn dĩ cô bé đã muốn chúc phúc cho a diệp nhưng ai có ngờ người cướp đi a diệp lại là nữ nhân này bỗng nhiên khuôn mặt đầy tươi cười của tiêu như đột ngột thay đổi cô ta khóc không thành tiếng đưa tay lên bụng lấy một bên má của mình trong mắt ngập tràn bi thương thống khổ như nhi nàng làm sao vậy lúc đầu hỏa hỏa còn không biết tại sao tiêu như lại đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy sau đó cô bé bỗng nghe thấy giọng nói quen tai từ phía sau truyền đến Cảnh Giang nhanh chân bước tới bên người Tiêu Như, biểu tình vô cùng khẩn trương, hắn nhìn Tiêu Như đang khóc thút thít, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Chương 1194, người quen của Hỏa Hỏa 10. Edit, Sahara sắc mặt Hỏa Hỏa cứng đờ, hai tay đặt hai bên hông gắt gao nắm chặt, cô bé mở to mắt mà nhìn thần sắc vô cùng khẩn trương của Cảnh Giang, tim đau đến mức không cách nào thở được. Cảnh Đại ca, Tiêu Như bị thương thống khổ dựa vào lòng ngực Cảnh Giang, có phải muội lại gây thêm phiền phức cho huynh rồi không? vừa rồi vị tiểu cô nương này đến nói cho muội biết, nói rằng muội để huynh đến Táng Thần Sơn chính là để cho huynh đi chết, nếu không phải nhờ may mắn thì huynh đã không thể nào sống sót trở về được rồi. Ánh mắt Cảnh Giang liền bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, hắn ta quay phát đầu lại nhìn hai người Vân Lạc Phong, tức giận mà nói, "Tiểu cô nương, ta rất biết ơn ngươi đã cứu mạng ta, thế nhưng, điều này không có nghĩa là ngươi có thể đến đây, tùy tiện chỉ trích vị hôn thê của ta." Vì Như Nhi, đừng nói là đi đến Táng Thần Sơn tìm thảo dược, cho dù có bắt ta nhảy vào chảo dầu đi chăng nữa thì ta cũng vẫn cam nguyện các ngươi dựa vào cái gì mà đến quản ta cảnh đại ca huynh đừng nói nữa tiêu như gắt gao kéo lấy cánh tay cảnh giang muội biết lỗi rồi sau này muội sẽ không bắt huynh đi mạo hiểm nữa suy cho cùng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của cảnh đại ca đều là muội không tốt yêu cầu của muội quá nhiều cảnh giang đau lòng không thôi lập tức quay đầu lại dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt của tiêu như như nhi muội đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy loại người không có bản lĩnh gì như ta, mà lại có thể có được một vị hôn thê dịu dàng xinh đẹp như muội đây, chính là phúc phận mà ta đã tu được mấy đời. Tiêu Như cúi đầu, nước mắt cứ lã chã rơi xuống, tuy nhiên, khóe môi cô ta thì lại đang dương lên nụ cười đắc ý, hỏa hỏa, ở kiếp trước, vì ngươi mà sư phụ không tiếc đối địch với bao nhiêu là cường giả, cũng chỉ muốn bảo vệ cho ngươi được an toàn. Nhưng kiếp này, trong mắt lẫn trong lòng của sư phụ đều chỉ có một mình ta mà thôi. Hai người các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Cảnh Giang ngẩng đầu lên, tức giận mà nhìn về phía hai người Vân Lạc Phong, mau chóng cút đi cho ta, đừng có đến quấy rầy vị hôn thê của ta nữa. Cảnh Đại Ca, Tiêu Như Điểm đạm đáng yêu ngẩng đầu lên, huynh đừng trách bọn họ, bọn họ cũng muốn tốt cho huynh mà thôi. Dù vừa rồi vị Hồng Y tiểu cô nương có bảo muội rời khỏi huynh, cũng là vì muốn tốt cho huynh. Cái gì? Cảnh Giang giận tím mặt, chẳng còn chút khí chất thư sinh nào như lần đầu mới gặp, hai mắt hắn ta ngập tràn căm phẫn, nhìn hòa hòa như là nhìn kẻ thù không đội trời chung. Tiểu cô nương, trước đó ta đã nói rất rõ ràng với ngươi rồi, ta đối với một đứa bé như ngươi không có bất kỳ hứng thú nào cả, vậy mà ngươi còn dám đến cảnh thành, muốn phá hư tình cảm giữa ta và hôn thê của ta. Nếu các ngươi thật sự muốn tốt cho ta, vậy thì cả đời này đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa." Hỏa Hòa, hòa ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước nhìn thẳng vào mặt Cảnh Giang. "Ngươi cứ như vậy, mà tin tưởng vào từng câu từng chữ của ả ta. Ta không tin muội ấy, chẳng lẽ lại đi tin ngươi?" Cảnh Giang cười lạnh một tiếng, ta cùng Như Nhi có duyên phận ngàn năm, Như Nhi nói với ta, một ngàn năm trước, ta và muội ấy chính là người yêu của nhau, muội ấy tìm kiếm suốt ngàn năm mới có thể tìm được ta. Người nói xem, muội ấy si tình, trung tình với ta như vậy, ta làm sao có thể cô phụ muội ấy được hả? Duyên phận ngàn năm, hỏa hỏa nở nụ cười, ánh mắt đầy, chào phúng mà nhìn tiêu như. Lời nói như vậy mà ả à, cũng có thể nói ra miệng cho được. Đã vậy, A Diệp lại còn hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Hỏa hỏa, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của Hòa Hòa, thấp giọng nói, muội tránh qua một bên đi. Hòa Hòa ngẩn ra, tuy có hơi khó hiểu, nhưng đối với mệnh lệnh của Vân Lạc Phong, Hòa Hòa trước nay chưa bao giờ làm trái, cho nên cô bé lập tức bước vài bước qua một bên. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng quay người lại, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Như, ngươi muốn làm gì? Cảnh Giang biến sắc, vừa định ngăn cản Vân Lạc Phong lại, thì bỗng thấy Vân Lạc Phong vung tay lên, theo ống tay áo của cô vung lên, chung quanh chợt nổi lên một trận gió lớn nháy mắt đã đem cả người hắn thổi bay ra xa. Chương 1195, lão tổ Diệp ra một. Edit, Sahara Phịch, Vân Lạc Phong đá một cước lên lòng ngực Tiêu Như, làm cho cô ta bay ra khỏi đỉnh hóng gió, bùm một tiếng, rớt xuống hồ hoa sen bên ngoài. Một cước này, ta đá ngươi vì tội đã làm cho hỏa hỏa thương tâm khổ sở. Tiêu Như dãy dụa, muốn leo lên khỏi hồ hoa sen, thì đúng ngay vào lúc này, Vân Lạc Phong lại xuất hiện ngay trước mặt cô ta. Vân Lạc Phong nắm lấy áo Tiêu Như kéo cô ta lên, sau đó lại tiếp tục đá thêm một cước nữa vào lòng ngực tiêu như. Một cước này, đá ngươi vì tội vụ ăn cho hỏa hỏa. Vân Lạc Phong phất ống tay áo một cái, ánh mắt tà mị mà khí phách quét nhìn đám người đang sửng sốt đứng ở kia, giọng nói bừa bãi mà ngập tràn sát ý. Chỉ cần ta còn ở chỗ này, thì không cho phép bất cứ người nào khi dễ hỏa hỏa. Ngươi, khuôn mặt của cảnh giang biến sắc, hắn ta chỉ tay vào mặt Vân Lạc Phong, muôn lớn tiếng mắng cô một trận. Tuy nhiên, hắn mới chỉ nói được một chữ, thì đã bị Vân Lạc Phong cắt ngang. Ta thì lại không cho rằng ngươi chính là người trong lòng của hỏa hỏa. Bởi vì muội ấy, tuyệt đối không thể nào thích cái loại nam nhân không biết phân biệt thị phi giống như ngươi. Sau khi ném xuống một câu này, Vân Lạc Phong liền xoay người đi đến bên cạnh hỏa hỏa, cô khẽ rũ mắt mà nhìn hỏa hỏa. Muội muốn báo ơn, cho nên mới lặn lội tới nơi này giúp hắn, nhưng đáng tiếc, hắn ta lại không cần đến sự giúp đỡ của muội. Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Huống chi, lúc ở táng thần sơn, muội đã cứu hắn một mạng, cũng xem như là đã trả ơn rồi. Hỏa hỏa gật đầu một cái, rồi đi theo sát Vân Lạc Phong. Có lẽ lần này hòa hỏa thật sự là đã đau thấu tim, cho nên, ngay cả liếc nhìn cảnh giang một lần cuối, hòa hỏa cũng không thèm nhìn. Như nhi, cảnh giang nhanh chóng lao đến trước mặt tiêu như, đỡ lấy thân mình đang chật vật khó coi của cô ta, trên mặt đầy vẻ nôn nóng và lo lắng. Muội không sao chứ? Trong lòng tiêu như bị nghẹn một bụng tức, nếu như cảnh Giang mà còn là sư phụ trước kia, người vì cứu Hỏa Hỏa, có dạng nguy hiểm nào mà lại không dám xông vào kia chứ? Chẳng những thế, khi đối mặt với sự truy sát của bao nhiêu cường giả, người cũng vẫn hiên ngang chống trả. Lúc ấy, người đã từng nói một câu, Hỏa Hỏa chính là người mà sư phụ muốn bảo vệ đến cuối cuộc đời mình. Người nỗ lực đột phá, tăng lên thực lực của bản thân, cũng chỉ là vì muốn có đủ sức bảo vệ Hỏa Hỏa. Nhưng tại sao khi đến trước mặt mình, thì sư phụ lại trở thành một người vô dụng như vậy? muội không sao tiêu như đứng dậy hơi rũ mi mắt xuống che giấu đi tia sáng không cam lòng cùng phẫn nộ trong mắt mình tiêu như tự hỏi cô ta thật sự thích sư phụ như bây giờ sao không tiêu như tin tưởng vào trực giác của mình rằng một ngày nào đó cảnh giang chắc chắn sẽ trở thành một vị cường giả giống như ngàn năm trước thế nhưng hiện tại tiêu như bất giác hoài nghi trực giác của mình có khi nào đã sai rồi không cảnh giang có khi nào không phải là lão tổ diệp gia đã từng uy chấn tứ phương như nhi cảnh giang có chút khẩn trương nhìn tiêu như muội thật sự không sao chứ tiêu như lắc lắc đầu mệt mỏi nói muội cảm thấy hơi mệt muội đi xuống nghỉ ngơi trước đây như nhi trông thấy tiêu như rõ ràng là không muốn nói thêm gì nữa tâm trạng cảnh giang lại càng thêm nôn nóng thật xin lỗi là ta vô dụng ta không thể bảo vệ tốt cho muội bước chân tiêu như chợt khựng lại khóe môi gợi lên một độ cong châm chọc cảnh đại ca muội là một nữ nhân muội cũng hy vọng có thể được nam nhân của mình bảo vệ thế nhưng ở thời điểm muội bị người ta đối xử như vậy, huynh lại thờ ơ mà nhìn, huynh thật sự khiến cho muội cảm thấy thất vọng và đau lòng. Cảnh Giang không phải là thờ ơ, mà là hắn bị dọa đến choáng váng, hơn nữa tốc độ của Vân Lạc Phong quá nhanh, hắn ta căn bản là không thể nào phản ứng lại kịp. Vậy muội muốn ta làm như thế nào thì muội mới chịu tha thứ cho ta? Rất đơn giản. Muội muốn nội trong vài ngày tới, huynh phải dựa vào sức của chính mình mà thu phục hết tất cả các gia tộc trong cảnh thành này thâu tóm cả thành trì, huynh phải trở nên thật cường đại. Huynh có làm được không? Tiêu Như quay đầu lại nhìn cảnh Giang, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn hiện hiện một tia lệ quang, bởi vì muội không muốn bị người ta ức hiếp thêm lần nào nữa, chỉ có khi huynh trở nên cường đại rồi thì mới có thể bảo vệ được muội. Chương 1196, lão tổ Diệp gia hai. Edit, Sahara cảnh Giang nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt đầy kiên định, "Được, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm người của mấy gia tộc kia, nếu như bọn họ không thần phục, ta sẽ quyết chiến với bọn họ." dứt lời, Cảnh Giang nhìn Tiêu Như một lần cuối, đáy mắt mang theo một tia quyết tâm, rồi hắn xoay người đi về hướng đại môn phủ thành chủ. Tiêu Như chăm chú nhìn theo thân ảnh rời đi của Cảnh Giang, khóe môi gợi lên một nụ cười, tiềm lực của một người luôn luôn là nhờ bị bức vào chân tường mới chịu bộc phát ra. Dựa vào thực lực hiện tại của Cảnh Giang mà nói, nếu như hắn đi tìm người của mấy gia tộc kia, thì chắc chắn sẽ khiến sinh mạng của bản thân gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, hắn mới có thể bộc phát được tiềm lực của chính mình. Trong cảnh thành này, địa vị của phủ thành chủ đã không còn cao được như trong quá khứ đặc biệt là sau khi cảnh giang ra đời cho nên tiêu như mới muốn cho cảnh giang đi thu phục các gia tộc khác tạo nên một chút thành tựu cho cô ta xem sư phụ người đừng trách ta sao quá nhẫn tâm ta thật sự rất nhớ người khi còn là một nhân vật đứng trên đỉnh cao giúp người trong thiên hạ chỉ điểm bến mê ánh mắt tiêu như lập lòe nếu như cảnh giang có thể khôi phục lại thực lực như trước kia thì tiêu như này tất nhiên sẽ nguyện ở bên cạnh người cả đời không rời xa ngược lại cô cũng không ngại đích thân mình giết chết cảnh giang, để linh hồn của sư phụ một lần nữa đầu thai chuyển thế. Bên ngoài phủ thành chủ, Hỏa Hỏa rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Vân Lạc Phong, vẻ sáng ngời trong đôi mắt to của cô bé lúc này thật ảm đạm, ngập tràn bi thương thống khổ. "Chủ nhân, chúng ta về thôi. Không định nán lại thêm một chút sao?" Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt, chăm chú mà nhìn Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa cắn cắn môi, "Huynh ấy quên mất muội rồi, lưu lại lâu hơn cũng có ích gì đâu." Chủ nhân, chỉ qua có một kiếp người mà đã dễ dàng quên hết tất cả mọi thứ như vậy sao?" Vân Lạc Phong trầm tư suy nghĩ hết nửa ngày, đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn về một mảnh trời xanh thẳm xa xăm, nếu như có kiếp sau, dù là biển người mênh mông, nhưng khi gặp lại Vân Tiêu, dù chỉ là liếc mắt một cái thôi thì ta cũng có thể nhận ra được chàng. Thiên hạ muôn ngàn chúng sinh, duy chỉ có mình Vân Tiêu là có thể mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt khác thường. Cho nên, dù chỉ là liếc mắt thì cô cũng dám khẳng định mình hoàn toàn có thể nhận ra được chàng. Hỏa Hỏa cúi đầu, trầm mặc không nói. Đột nhiên, có một bóng người từ trong phủ thành chủ vội vàng đi ra, hùng hổ mà đi trên đường. Hỏa Hỏa giật mình, "A Diệp, huynh ấy muốn làm gì thế kia? Không yên tâm sao?" Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn Hỏa Hỏa, khóe môi hơi cong lên, "Nếu như muội không yên tâm, ta có thể đưa muội đi xem thử." Tâm Hỏa Hỏa bỗng nhiên run lên, cô bé vốn định xoay người bỏ đi thế nhưng hành động vừa rồi của cảnh giang quá mức khác thường quả thật là cô bé không cách nào yên tâm được chủ nhân muội muội muốn đi xem thử ngàn năm tơ vương há có thể nói quên liền quên ngay nếu như không nhờ có a diệp cô bé cũng không thể nào gặp được chủ nhân đi thôi vân lạc phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu cho dù hỏa hỏa đã nói là sẽ quên hắn ta nhưng nào có thể dễ dàng buông bỏ như vậy lăng ra hai hộ vệ đang nghiêm túc canh gác trước đại môn đột nhiên trông thấy cảnh giang đang hùng hùng hồ hồ đi tới, khiến cả hai cảm thấy sừng sốt không thôi. Thiếu, thành chủ, gia chủ nhà ta đang cùng với khách nhân uống trà đàm đạo, xin người đợi ta vào thông báo với gia chủ một tiếng rồi hãy đi vào. Cảnh giang hừ lành một tiếng, không thèm để ý đến lời khuyên bảo của hộ vệ giữ cửa, mà mạnh mẽ xông thẳng vào trong. Hai hộ vệ giữ cửa vội vàng tiến lên chặn cảnh giang lại, thiếu thành chủ, gia chủ của chúng ta thật sự là đang có việc, xin đợi ta vào bẩm báo rồi người hãy vào. Cút ngay, cảnh giang gầm lên một tiếng đẩy mạnh hai tên hộ vệ đang cản đường mình ra mà ngay lúc này gia chủ lăng gia đang ở trong đại sảnh tiếp đãi khách nhân của lăng gia cũng bị kinh động tới gia chủ lăng gia nhíu mày rồi quay sang nói cùng với khách nhân ta đi xem thử rất nhanh sẽ quay lại ngay dứt lời gia chủ lăng gia liền nhanh chân bước ra khỏi đại sảnh trùng hợp để ông ta thấy được cảnh tượng cảnh giang cường thế đẩy ngã hộ vệ giữ cửa của lăng gia tức thì trong mắt gia chủ lăng gia liền xẹt qua một tia lãnh lệ Chương 1197, lão tổ Diệp gia ba. Edit, Sahara thiếu thành chủ, ngươi tức giận xông thẳng vào Lăng gia ta như thế, không biết là vì nguyên nhân gì. Cảnh Giang dừng lại, hắn ta nhìn thẳng vào Lăng gia chủ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, ta muốn Lăng gia các ngươi quy thuận ta. Lăng gia chủ đầu tiên là vì bất ngờ nên ngẩn ra, sau đó thì ông liền cười phá lên. Ha ha, ta có nghe lầm không? Ngươi muốn ta quy thuận ngươi? Thiếu thành chủ, ta đây khách sáo với ngươi như vậy, ấy chẳng qua là do nề mặt của thành chủ mà thôi bằng không ngươi cho rằng bản thân ngươi có bản lĩnh gì để ta để ngươi vào mắt hà cảnh giang nghe thấy như vậy thì không khỏi có chút phẫn nộ ta không quản nhiều như vậy ta chỉ biết hôm nay ngươi nhất định phải quy thuận ta chỉ có ngươi quy thuận ta rồi như nhi mới đồng ý gà cho ta lăng gia chủ cất tiếng nhạo báng mọi người trong cảnh thành này đều nói thiếu thành chủ của chúng ta bị một con hồ linh tinh mê hoặc tâm trí không tiếc dấn thân vào nguy hiểm mà một mình đi đến táng thần sơn Hiện tại xem ra, quả thật là đúng như lời đồn. Chỉ vì một nữ nhân mà dám đến lăng ra ta gây sự, ngươi có từng xem xét qua thực lực của mình tới đâu hay chưa? Ngươi không được phép nói xấu về Như Nhi. Mụi ấy là nữ nhân tốt nhất trong thiên hạ này. Tất cả các ngươi không có ai hiểu con người của mụi ấy như thế nào cả. Cảnh Giang giận tím mặt, hắn quyết không cho bất cứ kẻ nào lăng nhục Như Nhi của hắn. Như Nhi không chê thực lực của ta yếu kém, một lòng một dạ đi theo ta, dựa vào diện mạo và năng lực của Như Nhi mà nói muội ấy hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được một nam nhân khác tốt hơn ta, thế nhưng muội ấy vẫn lựa chọn ở bên ta. Vì Như Nhi, đừng nói là bắt Lăng gia của ngươi quy thuận, cho dù có bắt ta xuống địa ngục, ta cũng sẽ lập tức nhảy vào." Lăng gia chủ lạnh lùng nói, muốn bắt Lăng gia ta quy thuận, không có dễ vậy đâu. Không phải chỉ mình ngươi nói là được. Hiện giờ là do ngươi tự mình đến đây sinh sự với Lăng gia ta, dù sau này khi thành chủ trở về, thì đạo lý cũng nằm ở phía Lăng gia ta. Người đâu? Lập tức đánh tên tiểu tử này một trận thật nặng cho ta. Dạ, gia chủ. Nháy mắt, sân viện vốn trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những người đó vừa hung hãn vừa lao nhanh về phía Cảnh Giang, từng quyền lại từng quyền nện xuống người hắn ta. Cảnh Giang có cảm giác như thân thể của mình đang bị người ta dùng búa nện vào vậy, đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mong mỏi của Tiêu Như, hắn ta chỉ đành cố gắng tiếp tục chịu đựng. Vì Như Nhi, hắn không thể bỏ cuộc. Bốp, 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 bốp hộ vệ lăng ra tay đấm chân đá lên người cảnh giang liên hồi cảnh giang lại chỉ có thể dùng tay bảo vệ những vị trí trí mạng trên người mình hai hàm răng cắn chặt không kêu lên một tiếng chủ nhân mắt thấy cảnh giang sắp bị người ta đánh đến chết khuôn mặt nhỏ của hòa hòa liền biến sắc tái nhợt đến không còn giọt máu nào hòa hòa định xông ra thì vân lạc phong lại vươn tay kéo cô bé lại muội thật sự muốn đi à cho dù lúc này muội có cứu hắn hắn ta cũng sẽ không cảm kích muội đâu nói không chừng lại còn trách muội xen vào chuyện của người khác. Hỏa hòa, hòa khựng lại, rồi lắc đầu cười khổ, "Chủ nhân, muội chỉ cần nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở cạnh huynh ấy, thì muội liền không cách nào thờ ơ mặc kệ được. Huynh ấy không cảm kích cũng được, trách muội xen vào việc của người khác cũng được, muội cũng không muốn huynh ấy chết, không hơn không kém." Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của hòa hòa liền ngập tràn thần sắc kiên định, đi thẳng vào sân viện lăng gia. Dừng tay, một âm thanh non nớt đáng yêu vang lên làm chấn động toàn bộ trên trên dưới dưới lăng gia, tất cả mọi người đều dừng lại động tác, khó hiểu mà quay sang nhìn về phía Hỏa Hỏa. Tại sao lại là ngươi? Cảnh Giang phẫn nộ quát lên, ta không cần ngươi xen vào việc của ta, mau cút đi. Hỏa Hỏa không đáp lại lời Cảnh Giang, đôi mắt to tròn sáng ngời của cô bé lúc này đang nhìn Lăng ra chủ, có thể thả hắn ra không? Đáy mắt Lăng gia chủ bỗng sẹt qua một tia sáng kỳ lạ, khóe môi câu lên một nụ cười tươi, "Thả hắn? Không phải là không được, bất quá, ta có một điều kiện." điều kiện gì? Ta muốn ngươi là thê tử nuôi từ nhỏ cho con trai ta. Chặc chặc, đứa bé lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế thật là hiếm có, con trai nhà mình hiện giờ mới được 10 tuổi mà đã thích đùa giỡn với nha hoàn, nếu đem tiểu nha đầu này đến con trai, nó nhất định là sẽ rất vui vẻ. Chương 1198, lão tổ Diệp gia 4. Edit, Sahara Hỏa Hỏa mỉm cười. Nụ cười của Hỏa Hỏa vô cùng hoạt bát đáng yêu, nhưng trong đôi mắt cô bé lại ẩn hiện tia âm trầm lạnh lẽo, có biết tại sao vừa rồi ta lại hỏi ý kiến của ngươi không? Bởi vì chuyện này là do cảnh giang hắn sai trước, ta không muốn động thủ với các ngươi, cho nên mới hỏi ngươi thả hắn ra được không? Thế nhưng, ngươi lại bắt ta làm thê tử nuôi từ nhỏ của con trai ngươi, vậy cũng phải xem thử xem con trai ngươi có mạng, mà hưởng thụ cái phúc này hay không trước đã. Trên mặt hỏa hỏa tràn đầy khí phách, cô bé hết nhẹ cầm, nhìn vào lăng gia chủ đang đứng trước mặt. Lăng gia chủ ngây ngẩn cả người. Nhà đầu này thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 6-7 tuổi, tại sao lời nói khi thốt ra lại chẳng hợp với số tuổi và vẻ ngoài của nó như vậy thả hắn bằng không đừng trách sao ta không khách sáo hòa hòa lạnh giọng quát ha ha lăng gia chủ hồi thần lại cười lạnh một tiếng ta đây cũng muốn chống mắt lên xem thử một con tiểu nha đầu như ngươi thì có thể không khách sáo như thế nào với ta ầm um, lời nói của lăng gia chủ còn chưa dứt thì một đạo hồng quang chợt lóe lên ông ta không kịp phản ứng gì thì quyền nhỏ của hòa hòa đã đánh trúng ngực ông ta rồi ngay tức khắc cả người lăng gia chủ bị đánh văng ra sau đập thật mạnh vào thân cây cột lớn gia chủ mọi người vội chạy đến bên cạnh lăng gia chủ đỡ ông ta đứng dậy khỏi mặt đất lăng gia chủ lau đi vết máu trên khóe miệng đáy mắt trầm xuống cất giọng nói lạnh lùng nha đầu thúi người đã dám động thủ với ta vậy ta sẽ cho người biết thế nào là lợi hại người đâu lập tức bắt con tiểu nha đầu này lại cho ta âm chớp mắt sau đó lửa giận trên người hòa hòa bỗng cháy lên dữ dội ngọn lửa đỏ rực phiêu tán quấn quanh người hỏa hỏa, khí phách mà oai nghi. Hộ vệ lăng ra không dám manh động, chỉ có thể duy trì một khoảng cách đủ xa, cầm kiếm trong tay chĩa về phía hỏa hỏa mà uy hiếp. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói già nua đột ngột vang lên, dường như còn mang theo sự áp bách cường đại, bất giác khiến tâm người ta phải run lên. Vân Lạc Phong nheo lại hai mắt, nương theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy ngay một lão giả đang từ trong đại sảnh bước ra. Lão giả này khoác trên người một bộ trường bào khá rộng, mặt mày thì lồi lõm xấu xí nhìn có vẻ khá đáng sợ chẳng qua khí thế của lão ta quả thật là đủ cường đại để khiến người ta run sợ ngay cả vân lạc phong cũng không khỏi phải nhíu mày hỏa hỏa, trở về sau khi vân lạc phong cảm nhận được sự uy hiếp mà lão già này mang đến cô liền quát to lên một tiếng hỏa hòa ngẩn người cô bé xoay người muốn quay trở lại bên cạnh vân lạc phong thì đột nhiên lão già kia lại bất ngờ động thủ các ngươi đến quấy giày ta và lăng ra chủ trò chuyện chẳng lẽ cứ như vậy mà muốn bỏ đi hỏa hỏa thấy bàn tay lão giả kia đánh về phía hỏa hỏa vân lạc phong chưa kịp suy nghĩ đã phóng mình lao tới đáng tiếc cô vẫn chậm một bước lão giả kia đã xuất hiện ngay sau lưng hỏa hỏa trong lòng bàn tay một mang theo một lực lượng mạnh mẽ đáng sợ ừm ngay thời điểm mà một trưởng của lão giả kia chỉ còn cách người hỏa hỏa trong gan tấc thì từ trên người cảnh giang bỗng nhiên bộc phát ra một lực lượng vô cùng cường hãn cổ lực lượng này so với lão giả kia còn mạnh hơn đến vài phần thành công đem lão giả kia bức lui về sau tận mấy bước thành công rồi. Ẩn thân trong chỗ tối, Tiêu Như cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, thế nhưng cô ta nghĩ đến cảnh Giang là vì cứu Hỏa Hỏa nên mới bộc phát ra tiềm lực, thì sự vui vẻ vừa xuất hiện liền biến mất vô tung vô ảnh. Xong, Tiêu Như lại thầm nghĩ, chỉ cần cảnh Giang có thể khôi phục lại thực lực, thì tất cả những gì mà cô ta làm đều đáng giá. Nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt Tiêu Như, càng lúc càng tươi, càng lúc càng vui vẻ, cho đến một khắc nọ, nó bỗng nhiên cứng đờ lại như hóa đá. Tiêu Như không dám tin mà liên tục dụi dụi hai mắt mình, cảm thấy kinh ngạc không thôi, cả người cũng run lên bần bật. Sao có thể như thế? Không thể nào. Không có khả năng. Tất cả những gì mình nhìn thấy đều là giả, trong sân viện lăng ra. Cảnh Giang nhìn thấy từ trong người mình có một đạo thân ảnh chui ra, ngay lập tức bị dọa cho choáng váng. Người kia cũng mang một khí chất như thư sinh. Tuy nhiên, so với Cảnh Giang, người nam nhân này lại càng thêm ôn nhuận nho nhã, mày kiếm nhiễm thanh xương, một thân khí thế trên người mang lại cho người ta cái cảm giác, dù cho đang nói cười vui vẻ thì hắn vẫn có thể nắm giữ sinh tử của ngàn vạn người. Chương 1199, lão tổ Diệp gia, năm Edit, Sahara tai eo hoa dám mắng xa xấu xa nhá. Ta ghim, ta ghim, ta lại ghim. Hừ hừ hừ. Người đâu? Ban cho một viên tan xương nát thịt hoàn. Ánh mắt của nam nhân này nhìn hỏa hỏa đầy thâm tình, khóe môi nở một nụ cười ôn nhu khe khẽ. Hỏa hỏa, đã lâu không gặp, xem ra cuối cùng muội cũng chờ được người mà muội muốn chờ rồi. Thời khắc này, nước mắt của Hòa Hỏa đã rơi đầy trên mặt, khuôn mặt nhỏ non nớt bị ướt sũng bởi nước mắt của chính mình, A Diệp, rốt cuộc muội cũng được gặp lại huynh rồi. Chia cách nhau suốt một ngàn năm, một lần nữa tương ngộ, lại là trong tình huống thế này. Hỏa hỏa, năm đó, vì bất đắc dĩ cho nên huynh mới phải rời xa muội, rồi lại ngoài ý muốn mà tang thân trên một đỉnh núi. Vì muốn bảo tồn chút linh hồn này, huynh đã sử dụng hết tất cả lực lượng còn sót lại của mình, chính là vì hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy muội thêm lần nữa nếu không phải cảnh giang tình cờ xuất hiện thì linh hồn của huynh hiện tại vẫn còn ở lại trên đỉnh núi kia càng không có cơ hội được gặp lại muội như bây giờ trong đôi mắt ôn nhuận của nam nhân chỉ phản chiếu lại có mỗi hình bóng của hỏa hỏa ngữ khí khi nói của hắn thập phần dịu dàng trước đó linh hồn của huynh vẫn luôn trú ngụ trong cơ thể của cảnh giang cũng thuận tiện khôi phục lại một chút thực lực của mình chính là để chờ đến ngày muội xuất hiện huynh vốn dĩ chỉ định lén nhìn muội một lần rồi sẽ đi chuyển thế, nhưng ai có ngờ. A à, Diệp, tên khốn kiếp nhà ngươi. Hỏa hỏa lao vọt đến trước mặt nam nhân, nắm tay nhỏ hung hăng từng quyền từng quyền đánh lên lòng ngực hắn ta, tiếng nói vì gào lên quá to mà có phần khàn khàn. Nếu như không phải ta gặp nguy hiểm, thì có phải ngươi định vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện có phải không? Ngươi nhìn thấy ta bị người ta ức hiếp, nhìn thấy ta đau lòng thương tâm đến muốn chết, nhưng ngươi một mực không chịu xuất hiện là sao hả? Chẳng trách, chẳng trách mình lại cảm nhận được hơi thở của A Diệp từ trên người Cảnh Giang, thì ra là vì linh hồn của A Diệp đem thân thể của Cảnh Giang xem như phòng trọ mà trú ngụ lại, thì ra hết thảy mọi chuyện đều là do mình hiểu lầm, A Diệp không có quên mình, không có thay lòng đổi dạ, là do chính mình hiểu lầm người khác là A Diệp. Hỏa Hỏa, nam nhân nắm lấy nắm tay nhỏ của Hỏa Hỏa, giọng nói lại càng thêm dịu dàng ôn nhu, chuyện này xác thật là lỗi của huynh, huynh chỉ là không muốn để muội nhìn thấy huynh như hiện giờ lại không ngờ được rằng sẽ khiến muội thương tâm như thế là huynh sai rồi tiếng khóc của hòa hòa chợt dừng lại cô bé ngẩng mặt lên với đôi mắt đang mông lung đẫm lệ đôi con người trong trẻo sáng ngời phản chiếu lại ảnh ngược của nam nhân a à, diệp muội nhớ huynh nam nhân vỗ vỗ bờ vai nhỏ bé của hòa hòa rồi từ từ nhìn về phía lão giả kia ánh mắt ngay lập tức liền trở nên lạnh lẽo đầy lệ khí tự phế thực lực sau đó rời khỏi nơi này bằng không ta lập tức giết ngươi lão giả kia tức thì liền biến sắc lão ta bỗng cảm thấy có chút sợ hãi mà nhìn nam nhân ôn tồn lễ độ trước mặt, tâm bỗng treo cao, nói, chuyện này không có liên quan gì đến ta, các ngươi muốn tính sổ thì đi mà tìm người của lăng gia tính sổ, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hồi nhất đại nhân, người không làm như vậy được. Lăng gia chủ vừa nghe lão giả nói vậy thì cả khuôn mặt liền biến sắc, người không phải là muốn bao vây diệt trừ quỷ đế hay sao? Thực, lực của lăng gia ta không tệ, nhất định có thể giúp người một tay, cầu xin người hay ra tay cứu lăng gia ta. Quỷ đế, ẩm ừ. khí thế trên người vân lạc phong bỗng nhiên kích phát một cách mạnh mẽ ra bên ngoài đôi con ngươi tả khí lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lăng gia chủ hỏi các ngươi vừa mới nhắc tới quỷ đế lăng gia chủ ngẩn người hoàn toàn không hiểu vân lạc phong đột ngột hỏi như thế là có ý gì quỷ đế theo như lời ngươi nói có phải là một nam nhân trẻ tuổi hay không lăng gia chủ nhìn vân lạc phong đáp ta cũng không rõ lắm chỉ nghe đồn quỷ đế luôn mang một chiếc mặt nạ trên mặt chưa có một người nào nhìn thấy được diện mạo thật sự của hắn ta mặt nạ ánh mắt Vân Lạc Phong liền tối sầm lại, khóe môi chợt kéo lên một nụ cười âm hàn tà khí cực điểm. Ta mặc kệ quỷ đế mà các ngươi nói tới là người nào, ta chỉ biết ngươi đã nhắc đến cái tên quỷ đế này mà thôi. Lại còn tuyên bố là muốn bao vây diệt trừ quỷ đế. Chỉ dựa vào điểm này, đã đủ để các ngươi chết rồi. Vân Lạc Phong không biết quỷ đế theo như lời bọn họ nói có phải là Vân Tiêu hay không. Vì không muốn làm mọi người mất hứng nên xa dáng nhịn đến khi edit hết chương. Bây giờ thì chịu không nổi nữa. Ha 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 xa càng ngày càng bội phục trình độ đặt tên của tác giả hồi nhất đại nhân có thể chữ tiếng hoa là mang ý nghĩa khác nhưng cái tên hồi nhất này tính đến lúc này là cực phẩm nhất rồi cười chết mất thôi đê 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 đê.